hô hào chào đi học nè. Rồi hô hào chào đi học. Lên thôi đang nhé. Khẹp cái nắp lại. À khẹp đó. Nhà tiên cứ họ uống được đá miệt luôn. Hello em gái họ Trần. Cái môn lên nhắn hết thế. Hello chị Phạm Cương. Phạm Cương. Nói nhiều sư phạm làm chị em nha. Họ quá tiếc đức tinh đoàn ruột đó. Đức tinh đoàn ruột luôn. Vì em đang lướt Facebook. Em lướt Facebook qua thông báo vô luôn hả? À? Hello chị em. Hello Trang Kiều. Ngày mốt sinh nhật gái họ Trân. Họ cái giùm da em mốt sexy không ngủ. Trời bữa quả trời giùm da sexy không chụp. Hồi bữa đi theo không cách sexy nữa Hiên Nguyễn. Xe bên ra. Ủa đang ở trong chính. Nụ vô đang phụ luôn này. Hello chị Trân Ngạc. Em chào chị Nguyễn Hữu Đôn. Chào chị Lá Nguyễn. Hello hello Nguyễn Hữu Đôn. Hả chị hả? À hello em. Ôi như sư phẩm là mẹ chị em nha. Đừng bỏ quá nha hả. Chị Nam mà hôm nay mà không xem mà là tiệc đứt ruột nha. Nhiều cái đẹp lắm. Chị bao mấy tháng rồi chị đứa. Chị đứa ông giàu ông bao lắm hả. Hello Lê Ngọc, hello em. Chị đi bao hả, giọng bao lắm hả. Đấy là họp vô đó nha mày chị. Nở bông ra là vậy nè. Đấy rạng gọn hồ họp vô cho mày chị thấy được body đẹp hả. Đồ đẹp ghê á chị. Cảm ơn Lê Ngọc nha. Mua đồ chị ứng giảm ăn. Trời ơi, mà đâu làm có khách khen đi sự nhịn sờ chưa. Sự tiếng người luôn ha. Lê nha chị em mình ơi, lên luôn ha. Để nó giống chưa. Trời ơi, như sư phẩm. Đồ bẻ có nha ha, đồ bẻ có đồ. Em cảm ơn chị xuống bên trần. Đồ bẻ có mà đồ lớn cũng có nha mà chị ha. Để nhắn tin cho bé đi vô xem bé đi hay mua đồ bé nè. Như khi thông báo không có. Hello Nương. Rồi ok rồi. Rồi lấy nha chị em ơi. Con cùng Nương đặt thớ. Hello Hosuka, hello em. Thôi lên nha cả nhà mình ha. Lên lô đồ bẻ trước nha cả nhà ha, lên đồ bẻ trước. Còn mấy cái đồ bẻ em lên luôn ha. Ngủ chứ ba. Xem lại tin cái bà đó ngủ. Cái nơi nên mà chị mà tâm bụng 6 cân đồ lại thì mặt nó không bị bụng như đi ha. Em đang mặc bên trong cái áo bơ ra nữa. Đôi đẹp size 52 kỳ không có chị xuống bên chân á. Có luôn. Đây. Tôi nha em lên bên này cái này đây nha cả chị hi. Bên này là bên đi đang cân việc cạp với chị hết luôn.
Để tớ tớ đi luôn thầy đương chim mà việc cả. Rồi lên nha cả nhà mình ơi. Lên đôi bè trước nha mày chị ha. Đôi bè này ha. Vậy nó giống mới trong tiệm đi ra luôn mà chị ha. Vậy nó giống như là vậy mới trong tiệm đi ra luôn. Cảm ơn Hiên Nguyên nè. Hello Thanh Hiên ha. Đôi bè nha mày chị ha. Mà chị nhìn cần kỳ này chất này. Trời ơi mê luôn nha ha. Kỳ chất giùm em ha. Bè nó bè tầm 12, 11, 12 cân giùm em ha. 11, 12 cân. Quả đẹp luôn mày chị ha. Đang hơi tuổi đi rồi. Ha lên nhưng mà vậy bè nên xem mày chị là 40 ngàn. Vậy đỏ bè giùm em mày chị. 40k. Xúc sắc lắm mày chị này. Rồi cái vậy đỏ này. Thế nhưng mà vậy đỏ 40, bè tầm 11, 12 cân giùm em ha. Mới cứng lúc mày chị ha, không một vết sơ vết sượt chứ ha. Vậy đỏ 40k có hai cái giúp em ha, có hai cái. Đó chị Nam mà muộn à. Hello Tù Hi ha. Bé mặc cặp với ai đó thì mặc ha. 40 ngàn một cái. Nhận mình nhập đạp không hả? Thì chắc một đôi bột bé nè mày chị Hi, bột bé giúp em. Trời ơi, mới kịp luôn nha ha. Mới kịp lúc mày chị ha, size 17 giúp em ha, size 17. Quạt. Bột này là bột size 17 nha mày chị. Hiện tại chưa thấy đồ bài trái anh em thôi. Mới cứng đó mày chị ơi. Này ha. Thế chứ mà bột em xem mày chị là 70 ngàn ha. 70k bột bẻ nè. Trời ơi, hello chị Thanh Như Lê. Mới cứng giống mới chứ là trong shop này cái này còn đi một lần thôi mày chị ha. Đó ha. Thế chứ mà bột bẻ hay 70 giùm em. Size 17 nha mày chị ha. Bột bẻ là size 17 cho chị Thủy Trân. Thế chứ mà là dây nữa mày chị ha, dây. Nó dây giùm em. Size này size 21 đó mà chị ha, size 21 đây ha. Đẹp chưa, mới cứng ha. Thế chứ mà dây bẻ. Dây bẻ này em xem mà chị 50 ngàn ha, dây bẻ 50k. Size 17. Bẻ tâm bia. Bên này là 10 mấy? 20 cân đồ lái hả? Tâm tuổi rưỡi vậy hả? Tuổi rưỡi hả? Đúng rồi, tuổi rưỡi đồ lái chị nhá. Size 17. Này ha, lên nhưng mà dây dây bẻ giùm em size 21 nhưng mà chị 50 ngàn dây bẻ dây đỏ này đẹp ghê chưa hả? Đó ha, để nhưng mà là dây bẻ 50k. 10 kỷ đồ la chị nhá. 10 kỷ đồ la đi. Còn em đây nè. Dây đi mưa mà chị ơi, bây dây đi mưa cho bẻ. Em thấy order đó hả? Order là phải 200 mấy đó mà chị ha. Order đó hả? Order là 200 mấy đó hả? Anh bữa anh thấy có chị bạn order trên Facebook em ha. Dây mưa cho bẻ giùm em mà chị ơi hả? 140mm hả? Không có sai nè. Chứ mình phải cỡ mạnh cái mít đấy. Không. Để quay size thì này, để quay băng đôi bột hay không? Nó to hơn cái size 17 một chút. Không có một cỡ thôi. Một cỡ. Cũng là size 17 đấy mà chị. Các chị 1 tuổi rưỡi độ lại các chị nhá. Hai tuổi độ lại á. Hai tuổi đô la đi. Hai tuổi đô la. Thôi mà chị ha, lấy cho mà dây đi mưa bẻ hay dây đi mưa bẻ em xem mày chị là 70 ngàn ha. Dây mưa bẻ 70k giùm em ha. Em thấy mày mà mở dây sơ luôn mà chị nhá ha, mở cứng luôn ha. Nhưng mà dây đi mưa bẻ. Đó. 70k ha. Dây mưa. Với ba tám thì ra size nhỏ này mày chị ơi. 16 thôi mà chị hết size 16 này ha. Lấy bẻ 1 tuổi thôi mà chị ha. Nên là bẻ 1 tuổi thế này ha. Đó lấy nhưng mà bata này em xem mà chị là 50 ngàn hay bata 50k giùm em. Bata 50k giúp em nha mà chị ha, mới cứng luôn. Đó bẻ tầm 1 rồi, tuổi. Rồi Lê Ngọc là lấy một vảy đỏ 40k nhá. Vảy đỏ em vẫn còn cả chị nhá. Còn một cái ha, lấy nhưng mà bata hay 50 ngàn giùm em. Size 26 nhưng mà chị ha, 26. Dây chặt đấy ha, bata. Hồ đẹp chứ mày trên này ha. Thế nhưng mà đâm nu nè mày chị nu giùm em. Bẻ này bẻ 80 cân đồ lại giúp em thôi ha, 10 kg đồ lại ha. Ba ta cho chị Nhật Linh ha tè. Ba ta 50. Thế nhưng mà là vậy nu nè mày chị đẹp chị sợ chứ. 10 cân đồ lại giùm em ha. Thế nhưng mà nu nè em xem mày chị là 40k hay 40. Thế nhưng mà nu 40 ngàn đẹp chưa. Nu 40 giùm em ha. Bẻ 80 cân đồ lại ha, nu 40. Ba ta 50 cho chị.
chị Nhật Linh Hà. Chị Nhật Linh Hà cho em số điện thoại đi chị ạ. Thì chứ mà đen tặng bé với mẹ mà chị đen tặng bé ha. Bé này bé tầm 10 11 cân giùm em ha, 10 11 cân. Nếu như mà là đen tặng em xem mẹ chị là 35 ngàn hay. Nếu như mà đen tặng 35, em cho chị kêu lý nha ha. Nếu như mà đen tặng 35k bé tầm 10 11 cân giùm em ha, đen tặng 35k. Mẹ đây về níu nè mẹ chị. Không đi ra. Này vậy nó vậy nếu vậy hóa nhỉ giùm em mà chị thấy hóa nhỉ cứng như sờ luôn. Bé này bé cũng tầm 10 kg đồ lại thì. 10 cân đồ lại giùm em thôi mẹ chị hả? Ok chị Nhật Linh ha, 20 kg đồ lại giùm em ha. Nên nhưng mà vậy hóa nhỉ em xem mẹ chị ra 55 ngàn hay hóa nhỉ. 50 đấy hay 50. Đấy nhưng mà hóa nhỉ 50 ngàn. Cái vải rất là mịn nha mẹ chị ha. Vải mịn lắm nha ha. Đấy nhưng mà hóa nhỉ 50k. Rồi hóa nhỉ 50 ngàn giùm em này ha. Thế này cũng không cách quả trơ lúc mà chị ha. Bà này là bằng bằng bờ shop áo quần bé. Order hàng order là mấy mẫu là bằng order cho bé là về mặt một lần thôi ha. Rồi đôi dây đỏ cho tụi hi. Này lấy nhưng mà vậy đen như mẹ với mẹ mà chị 13 cân đồ lại hay lấy nhưng mà đen bé 40 ha. Đen bé 40k, 13 cân đồ lại giùm em ha, đen bé 40. Nhưng mà đen bé 40. Chứ tới đô mẹ đó mẹ chị ha, chứ tới đô mẹ này. Thôi đôi bé chứ tới đôi mẹ nha hả. Đôi mẹ để em thay ra tất cả cho mẹ chị xem hả. Anh đang mặc bơ ra tắm như mẹ chị ha. Cái vải nhung cực đẹp đúng mẹ chị ha. Vải nhung cực đẹp nha. À, nhung đỏ với mẹ chị hả. Vải nhung đỏ này dính lính luôn rồi. Mẹ cái này dính lính mặc vừa đâu hết nè ha. Thế nhưng mà nhu đỏ giúp em vậy chị ha, đẹp chưa? Cho em xem vải canh. Ok Lê Ngọc, vải canh em ơi. Vải canh ha. Này cần chất này, rất là đẹp nha ha. Bó chữ, bó eo ở đây nha ha, bó đằng sau ha. Đó, cái này có vàng thoải mái em ha, có vàng. À, form này tầm 50 cân đồ lại nha mẹ chị hi, 50 cân đồ lại em hi. Đó, đẹp lắm nha ha. Đỏ giúp em nha mẹ chị hi, đỏ nhu này. Có giá sướng luôn ha. 55 cân đồ lại thoải mái hết đấy. Nhưng mà đỏ nhu em xem mày chị trăm ngang hết. Đỏ nhu 100k. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn mày chị ha. À con gọt mình đi mua được ha. Thế nhưng mà đỏ nhu 100 ngang. Vậy chưa ha. Sướng lắm. Đỏ nhu 100 giùm em ha. Quá đẹp. Thế chứ mà vây trắng này. Trắng nó chất xinh mê luôn mẹ chị ơi ha. Vải trắng giúp em mẹ chị ha. Đây. Hôm nay là tầm 47 cân đồ lại giúp em ha. 46 47 cân thôi mẹ chị ha. 46 47 cân giúp em. Vải trắng này đẹp quá trời luôn ha. 46 47 cân giúp em, đẹp chưa? Hai lớp ha. Đó, kiểu như vậy nè ha, mẹ chị nhìn hàng nè. Thế chứ mà vải trắng em xem mẹ chị là 80k hay cái trắng 80 ngàn, đẹp mê luôn á ha, chất rất là đẹp nha ha. Thế nhưng mà trắng 80 giùm em ha, trắng 80k. Đẹp chưa? Mười cứng luôn đôi bàn này là 19, 19 luôn mà chị hay lùi cái này đôi chứ đẹp. Đó, nên nhưng mà trắng 80 ngàn giùm em ha. À, em cho chị Thu Hăng Dương này ha, trắng 80. Thì cho mà xét này ha, xét. Cái vải đấy mà chị, cái vải sướng lắm nhá ha. Cái vải đại dễ sờ luôn. Cái vải đỏ cái vải đại dễ sờ luôn. Chị bác xem lại em xin một chậm nha. Sạch nhúng mà chị ơi, sạch nhúng nhá ha. Sạch ngay ha, mai một xe làm tha không mà. Trắng cho chị Tigon. Trắng 80 cho chị Tigon. Cái vải trắng đẹp mê luôn chị Tigon đấy. Không, chị Tigon không. Trắng cho chị thôi. Vậy trắng 80 cho chị tí gôn. Rồi sạch nhúng mà chị ơi. Trời ơi. Quả đẹp lắm mà chị ha. Ok Thu Hăng Dương hả. Vậy trắng hết rồi các chị nhá. Rồi ok chị Thu Hăng Dương để em chị ha.
đây vài vàng Phương Hoàng Dương ha. Đây em. Vàng này cũng đẹp nha em hè, vàng này cũng đẹp nha ha. Đẹp lắm. Mới cứng luôn ha, chất thì khỏi chất khỏi bàn hay. Đây em hay 80 luôn hay 80.000 luôn. Vài đa lắm nhá. Đây sệt nhúng giùm em mà chị ơi, đẹp chưa? 50 cân đồ lai thoải mái giùm em ha. Đó, rất là đẹp nha ha, mãi một bên mang đồ bột hay. Vài vàng hiệp rất gặp chị nhá. Ba ta sai mấy rồi chị nữa, sụp ba ta là đâu như vậy? À đúng, ủa? Đấy em hãy đấy là sai mấy đây. Chị sợ trứng thì được không? Chúng ta chỉ vò, chị sự trứng 37 là ok hả? 36, 37 em hãy, 36, 37 thôi hả? Đó đôi này chị xe 30 thôi, đôi xe 30 ngàn. 36, 37 hả? Phải vang hết hả? Vậy trắng hết. Đó, cái ba nó mới. À, xin lỗi ạ. Vậy trắng hết đó chị Thu Hằng Dương, vậy vàng con, chị Thu Hằng Dương lại thì ok giúp em. Để chấm mà là sệt nhúng giùm em, sệt nhúng em xem mày chị 120 ha, sệt nhúng 120k, quá đẹp chưa? Sệt nhúng 120k giùm em ha. Ôi quá sáng mà chị ơi. Mai một ha, tôi sẽ xe lạnh bên mặt đi cưới đi đô quá đẹp luôn ha. Sệt nhúng 120. Ok Thuy Nhung này ha. 30 ngàn cho Thuy Nhung này. Bắt ta 30 cho Thuy Nhung. Sạch nhúng 120 giùm em mà chị ha. Còn cái về nấu này cũng đẹp nhá ha. Mà về nấu này em kéo lên thôi. Về nấu này sẽ nhỏ. Hello Huyền Dương này. Cái về nấu này đẹp lắm nhá. Chất này mà chị ơi. Rồi lấy bài vang cho chị Đoan thì Phương Lệ. Nè, hôm nay bùng lắm cân thôi mà chị ha. Cái bài này đẹp xìu luôn á ha. Ôi đẹp lắm nhá ha. Đẹp xìu luôn ha. Về nấu nó mà chị hết. Trong này cái bọc rồi, lụng một lụt. Rồi nhá. Lụng một chị Ngọc Trang xem tuổi béo. Cái chị Ngọc Trang ha. Về nấu đem xem mà chị lơ. Mày đây. 90k đấy hay 90 ngàn. Về nấu 90k. 45 cân đồ lại thế mà chị ơi. Về nấu này nó chất mế luôn á. Này. Chất đà lắm nhá ha. Chị nào sẽ nhỏ sẽ thuộc luôn cái vải này cho em ha. Về mình đi tiệc đi tung đồ đẹp nè ha. Nấu 90. Tuổi béo đấy chị Ngọc Trang ấy. Rồi lại về vang lắm mấy. Về vang 80 đó. Đây chị Ngọc Trang ở một bên đi à? Bên nhỏ mà. À. Chị Ngọc Trang ơi ha, hàng đẹp luôn chị Ngọc Trang ơi. Đó. Đẹp chứ em xem 140 chị Ngọc Trang hay 140 đi. Con tém luôn hả? Hàng đẹp. Chúng ta chị Hàng Nguyệt. Cầm bỏ về mình nấu đi. Khổ cái bề vang chất. Nó cái lỗ này chất đẹp lắm nhá, chất đẹp lắm. Lỗ này chị bé đó là mua tao tao hàng xin order hàng shop á các chị. Mà cả chị đó là mặc một lần để mà chụp ảnh á. Đi chị mua mặc một lần chụp ảnh đấy. Quan trọng là chất liệu vải không? Hàng đẹp mâm phóng lấy lần đẹp đi. Nếu mà chị có mặc thì mặc tệ vai đi được này ha, tệ vai đi cũng được nhá. Nếu có nó hàng tệ cũng được, cho em tệ. Rồi, ok chứ em thấy sệt nhúng cho mà chị hết. Chị nào chụp sệt nhúng qua 120k, xinh chưa? Phải một cái là lần mang thêm nước bột rồi mà chị. Chức nắp 120 giùm em ha. Thì chấm một kèo da mà chị hết, kèo da này ha. Dạ. Vậy áo rồi đồ. Áo dài giùm em mà chị heo da đẹp chưa? Da ngắn giùm em ha. Hộp ra tầm 17 18 cân giùm em ha. Áo da xinh chưa mà chị ơi. Này. Thôi cái da này ha. Để cho màu da da ném xem mà chị 60 ngàn ha, 60k. Nút mới ra mốt. Nó này chung cái nút có chứ sập ú chứ cắt nút hết. À đây. Ha, áo dài giùm em ha, da này em xem mà chị 60 ngàn ha. Đẹp chưa? Ôi, quả xinh xắn đáng yêu mà chị hết. Ok, nà Lily xem dẹp sụp. Dẹp sụp. Dẹp lên đi ha. Dẹp đi sụp rồi. Đây, đây là cho mà rò nu hả? Ủi, thằng thơm. Rò nu 45 ngàn hay rò nu 45k. Sụp này ha, sụp này 60k hay. Sụp này 60k, có sai nha mà chị ha. Sụp này ha, sụp nơi y cho men hay. 60. Là sụp nhúng nè ha, sụp nhúng thì chỉ có mấy size thôi phải. Đối này là đôi size 36 thôi, sụp nhúng. 36 thì mà chị 35 là mang ok nha mà chị nghe. Vui sang.
ok chưa? Thì chứ mà áo kiều nó mà chị heo kiều giùm em, kiều trắng giùm em hả? Kiều em. Hôm nay tâm bùng lắm cân giúp em thôi mà chị ơi, sẽ nhỏ hả? Thế nhưng mà kiều trắng 35k, kiều trắng 35 ngàn giúp em hả? 45 cân đồ đồ lại giùm em ha. Cho chị hành lý, kiều trắng 35 ngàn. Đẹp chứ ha. Kiều trắng 35 giúp em ha. Thế nhưng mà kiều trắng 35. Cho chị Hoàng Thu Thủy. Vậy hóa này mà chị hi, vậy hóa này. Phóng này sẽ to nhé ha, phóng này sẽ to. Phóng này là phóng để quán mày cứng mà chị ha. Phóng này bao bì đô thoải mái đấy ha. 50-52 cân như em ha. Đó, nên phóng rất là đẹp nha ha. Nếu như mà hóa này em xem mày chị 70 ha, hóa 70k. Thế nhưng mà hóa 70 ngàn. Áo trắng cho thân thân. Đó, 52 cân đồ lại như em ha. Đó, xinh chưa? Mai một vô mua xe lạnh nữa mà chị kìa, mà cái hoa này cũng khó đấy ha. À, nó 50 cân đồ lại chị thú hai hay 50kg đồ lại. Áo da 50kg đồ lại. Em có lại ròn nú gì? Ok em ơi, nú nó già ròn nó chỉ có màu nú với màu trắng thôi. Nó, hello Huyên, Hiêu Huyên Nguyễn này. Mà cái ròn đấy mang cũng đẹp nhé, mà chị thấy đẹp là nữa ha. Ròn nu 45. Thôi để tỉ mặc cái vẻ hóa này vô đầm mày chị nha. Đều da đẹp ghê luôn mày chị nha, mới kịp luôn á ha, mới kịp luôn. Này đó ha, da rất là đẹp ha, 60 ngàn mua ra mà chị nha. Mua ra cái da này. Da 60k lên Ngọc nhá. Da 60 em hay. Thì nó là da, comment giúp em da. Tổ Hi sẽ về cắn. Ok Tổ Hi, đây chị tỉ cho. À thập cái vải hoa này vô đã ha. Không này. À chị Đăng Thanh Nhân, tuổi LV nó có giá 130k chị nhá. Tuổi này là tuổi xin này. LV đây chị Thanh Nhân ha. Hàng này hàng đẹp chị ha, hàng này đừng phóng luôn nha ha, đừng phóng không ọp ẹp nha ha. Đó, này, mà chị ha, 130 ngàn, hôm bữa em có xếp một cái túi hàng bình thường thôi ha, là 70 ngàn thôi ha, cái này 130 là quá rẻ luôn. Đây. Rồi, ná Lily cho chị số điện thoại nhá. Bị quá điên hết thôi. Đây nè, mà chị nè, chị Thanh Nhân này. Lấy đôi 36. Vậy là chụp cho ná Lily đôi R size 36 nhá. 36 hả, không biết, mua nú nên có 36 không biết. Vừa khóc. Số này số 45. Đây quá thử chị bảo đi có sai thì mấy ra theo quá thử. Đây chị Thanh Nhân hả? Đó ha, tụi. Ná Lily nếu không có món nấu lại món khác thì không ná Lily. Không món trắng với món nấu đó. Này à, Tổ Hi ha, cái vậy nè Tổ Hi ơi. Vậy chất đẹp xin luôn nha. Nói tụi LV là tụi cột chị Đăng Thanh Nhân nhá, có dập logo phía trong rất là xin luôn, hàng chắc chắn ạ. Hàng super phải thiệt không biết luôn, nhiều khi thiệt nữa. Anh biết chị đó là kỳ hiệu kìa, kỳ gửi lô đô hiệu á chị, thấy mà có cái túi này mà em nghĩ cái túi này cũng túi hiệu đó. Đừng báo lá thì giờ luôn chị Minh đây ha, đừng báo lá thì giờ mày cái điện thoại cũng được nha. Hello Loan Thanh này đó ha, trong cái hộp mắt kính cũng vừa này hả, báo lá điện thoại luôn ha. Thấy chị hiền đó, có chỗ tuổi LV, cái mẹ tuổi LV này. Hôm nay đưa đường điện thoại nào to cả bốn vừa hẹp thế, Tổ Hi ha, vậy đấy em. Đó, vậy nấu này hay chất vậy, chất đẹp lắm nhá. Có bụng lắm cân thôi mà chị ha, cái vậy nấu này bụng lắm cân thôi. Đó, mặc tề vái cũng được thôi, 90k hay 90. 90 ngàn ha. Đó, vậy hóa em đang mặc cái người đó mà chị ha. Phong này. Em đã 47 cân nhưng mà chị hết, sẽ eo em là eo 74 ha. Mặc ok này ha, chị nào bằng em hoặc nhỏ hơn em đó ok hết ha. À, lấy cho mà hoa em xem mà chị là 65 ngàn ha, về hoa 65, đẹp chưa? Hoa 65k nguyên lô rò đó, thấy không? Thầy có mau nú con đối mau nú luôn.
Tài hoa cho Tigon. Đấy, nên là không phải hai đôi nữa. À, đăng Thanh Nhân, à, không có giấy kẹo nhá, vì cái tuổi không đưa lại cho chị Thanh Nhân xem đi. Cái phóng rất là chắc chắn luôn, không có giấy kẹo những phóng cứng cảm chắc chắn. Bình đi ôm rửa, ừ Ngọc Hưng, bình đi ôm, cay quá. Hành con. Đây đây chị Hi, không có giấy kẹo chị ơi. Cô tụi này lắm chứ có giấy kẹo hay lắm chứ có giấy kẹo trên ha. Tụi cụp này là bình thường chị sẽ gai như thế là ok rồi ha. Này tay cầm này. Họ bảo chị với tôi không để. Dạ có chứ. Sao lắm ngang về hỏi sao lắm. Nè. Ừ. Về hóa 65 chất tí gôn. Luôn đi hàng đẹp nha mày. Chị à, Mì Hành chị theo dõi like đi, không có bảo sai mà chị. Có chị. Đó, cái này chị ok luôn chị Mì Hành đấy. Trời ơi, cái bé béo đang đẹp nè mày chị ơi, bé béo nó đẹp nhá. Này chị Mì Hành chị đi mặc này vừa. Rồi chị Mì Hành nè. Có nhị nè. Anh chị Thanh nhớ chụp kia cái tuổi thật đi về không làm chị thất vọng không? Hàng đẹp đó ha. Đó hóa này freestyle ha. Hôm năm mà tâm năm mà của chị Mì Hành vươn á, chị áo 78 phải không? Chị vươn á. Na li li cái đôi rò đó là size 35. Em lấy màu khác nha, em lấy màu trắng nhá. Có màu trắng. Có màu nhũ nhưng mà sợ size to hơn này. Cái béo đẹp nè mà chị ơi, béo đẹp ghê. Thôi, để nên phải xài mình. À, Ngọc Hưng nhân được dẹp chứ, dẹp đẹp mũ. Cái béo này đẹp nhá hả? Ừ. Nó không thích đục đến nữa. Đục đến cho em bó lại. Đẹp, phải đẹp hết, kia thước. À, lên cho bà béo giùm em ha, phẩm này 50 đến 1 cân thoải mái ha. 50 đến 1 cân xinh chứ bà chị ha. Đó. À, cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn Mù ha. Lên cho bà là béo, béo này em xem bà chị là 70 ngàn hay béo 70. Trời cái vải này, mà cái vải này đẹp lắm bà chị. Bà chị cũng không thích bó ở đây thì mày chị rụt ra. Nhưng mà em nghĩ là bó như vậy sẽ đẹp hơn ha. Béo 70 ngàn hay. Sẽ nè, sẽ ẹt nè. Rồi cái lấy đối đỏ cho Na Li Li. Eo tay đuôi chứ hả? Cơ 60k cho eo tay đuôi đó eo. Béo đi phải chi? À, béo đi phải không? Ờ, buồn lắm thôi, buồn lắm. Đó eo thì bảy đi phải chi? Đeo tay đuôi lên đây chứ nè. Cho 45 cho Na Li Li. Ở đây chị Mì Hành ok, eo chị Mì Hành ok, em à. Eo 78 luôn ok, chị Mì Hành đấy. Đẹp luôn. À, đó eo cho chị Mì Hành. Ồ eo nó phải tầm mấy chị ơi. Eo nó tầm mấy lần yên tâm chị ơi. Eo 78 chị nhá. Không, đây nó rã con đường mất. Ờ eo này là 80 tầm 1 tầm 2 chị nè. Eo tầm 1 tầm 2 chị hả? Đó quá đẹp luôn hả? Tức là chị muốn à có lại á, mình sẽ thắt cái eo lại, mình thắt dây lại cả chị nhá. Chị chi vào mày kỳ ha. Eo của hông 74 vẫn mang vừa cả chị này. Trời ơi, tiệt mà chị ơi, tiệt. Chị nói sao đi tiệt. Chị thi trang. À, chị thi nào còn đi tiệt. Tiệt đấy mày chị ha, tiệt đẹp chưa. Chị chi vào là tầm 58-60 kỷ. Sáu mấy kỷ nãy không cái này sơ một được cũng vui lắm mà cũng tiệc chứ mẹ mày chị ha, cái tiệc đẹp chưa chị sáu ba cân đi là đi hả chị sáu ba cân là em chưa thấy luôn đi nơi chắc em phải để lại cho chị á, lái có 63 kỷ em phải đối ra mấy ra mày có chị nè nghỉ đang cứ bùng bảy bùng tám cân cái vậy đấy bùng sáu cân với em mày chị ha bỏ đi nè ha tiệc với em ha đó tiệc thì cầm mà tụi mua mày chị đó ha tiệc ha cất cái giấy đấy với mày đó ha
Thế nhưng mà tiệc tiệc nên xem mày chị là mày đây ha, 46 cân đồ lại thôi. Tiệc nên xem mày chị là 70 đi hay 70 ngàn hay. Thế nhưng mà tiệc 70k hàng đẹp nhưng mà chị có một ngực luôn ha. Họ cân mặc mặc áo mặc đồ ha. Thế nhưng mà tiệc body này đẹp ghê luôn. Vài đẹp chứ mày chị ha, vài đẹp lắm. 70k giùm em ha, tiệc 70. Đó, cởi ra này. Hôm đi mắc kẹt nó nè, chứ lên được nấy à. Lên được đó. 48k đô la gặp chi nhá. 47 chứ, 46, 47 chứ. Ô, cái trắng này đẹp nhá. Chị nào hôm nay trượt cái trắng kia này, chuột lấy cái trắng này này. Trời đẹp. Cái món đẹp mà chứ. Lại đồ đẹp là ưa dễ sợ lắm. Là cái chiếc ăn đẹp hết á. Lại đồ đẹp nó mắc không rồi. Lại đồ mà cho bên nha, lần buông ngủ á. Đó mày chị ha. Hôm nay tầm bùng 8 bùng 9 cân thoải mái này ha. Đó ha, lấy nhưng mà trắng trắng em xem mày chị 80 đấy ha. 80 ngàn hay trắng 80k. Mày chị em đang mặc cái áo hông bên trong ha, mày thấy thế ha. Bình thường mà mặc áo trắng áo nú đúng thấy mà ha. Hôm nay đã tầm bùng tầm bùng 9 50 cân em ơi, bùng 8 bùng 9 cân. Bao nhiêu kỷ mặc vừa. Bùng 8 bùng 9 đấy. Cái thoải mái, đẹp quá ha. Trắng này 80k xinh chưa? Quá đẹp luôn. Em đưa cân chất mà chị. Nè, chất này ha. Nhưng mà trắng 80 ha, trắng 80k. Thì chứ mà xẹt đây ha, chị với mất không? Chị thú hăng dưỡng hả? Thú hăng dưỡng mất rồi. Chưa chụp được cái trắng đấy phải không? Thế chứ mà xẹt đấy mà chị hay xẹt. Xẹt đây tâm bùng, bùng mấy cân. Sách tụi nhỏ chị xem, sách đen tụi nhỏ ha. Sách đen ha. Để ở đấy ha. Đấy chị mì hành nhá ha, tụi này ha, tụi này là có cái giấy xích đó ha, chị mì bảy màu rồi, cái này em xéo 25 ngàn thôi, 25k. Đó, cái này có 25k, vì bên trong có tróc giá này, chị thấy chục thôi. Trắng này 80 lấy ngọc hay trắng này 80 ngàn. Đó, chị mì hành ha, tụi này em xéo 25 nha. Đẹp chưa ha? Có nhiều chị hỏi bài trắng, chị nào có mình lấy trước thì em chụp cái chị đó nhá, bài trắng có giá là 80k và 48k độ lai ạ. 49 cân. Quá đẹp chưa ha. Thì cho mà xẹt đấy mà chị hết xẹt này ha. Xẹt quần ha, quần thì quần rộng nha ha. Quần thì lưng có giả sướng lắm. Mà cảm chục à. À nếu biết 45 cân được không biết. 42 cân độ lai thôi mà chị hết giả 42 cân độ lai thôi ha. Ôi xẹt trắng đẹp chưa ha. Thế nhưng mà xẹt trắng thì xem gần tỷ giá ok chị. Sẽ trắng đấy mày chị ha, sẽ trắng này, đẹp lắm nha. 65kg lưng vừa rồi. Chị lưng, thanh 65 cân lưng vừa ha. Thế nhưng mà sẽ trắng em xem mày chị ra 60k hay 60 hết, 60 ngàn. Đó, form nó tầm bùng 3, bùng 4 cân như em ha. Thế nhưng mà sẽ trắng ha, 60k, quá đẹp luôn. Trời ơi, cái sẽ này. Vậy nè. Thế nhưng mà sẽ trắng 60 hay. Đấy chị Mì Hành. Đấy chị hay. Đó. Mà chúng là ngoài hình ok, có cái giấy này rằng có bị bảy màu thôi chị hay. 25k thì quá rẻ rồi hay. Ở bên trong này ha. À, bên trong bị lô, bị tóc giá lô xì xì rồi hay. Áo giấy này mà chị, áo khoác này ha, áo khoác giùm em. Khoác đẹp chưa? Áo khoác mà chị mặc vậy hai giấy ha là bà ra đôi đó mày chị khoác ngoài ha, khoác trắng giúp em ha. Khoác trắng này free size nha mày chị ha, khoác trắng này thoải mái luôn ha. Thế nhưng mà khoác trắng này em xem mày chị 45 ngàn hay 45k. Hello Hiệu Đôn ha, 45 ngàn giúp em mày chị ha. Này quá đẹp chưa. Khoác trắng con tém luôn hay 45k. Quá xinh luôn, free size mày chị ha. Hôm 55 cân đổ lại đi ha. Khoác trắng 45. Ồ cái hoa này đẹp nè. Chị Mì Hành đúng rồi. Sẽ trắng cho Lê Ngọc. Sẽ trắng 60. Chào chị Nguyễn Hữu Đôn. Chị em nói xem là em xin một trắng nha. Đồ đẹp, đồ đẹp quá mà chị ạ. Chuẩn bị lên túi sách ba lô đôn nè mà chị hay. Hôm nay sẽ to nè mà chị ơi, đem qua dây kẹo 5 mô hay là dây kẹo một bên ha, dây kẹo một bên này ha, mà em thính cân dây kẹo vào trong vô luôn.
lẹ luôn đấy. Ừ, đó. Trời ơi, tôi xỉn ghê chứ. Nên cũng phải kẹo với kẹo thôi. Nói ăn con kẹo với kẹo. Hoa nó đẹp nha mày chị ơi. Hai đem kẹo với kẹo xuống nè. Rồi ok rồi. Hello Ngọc Đằng này. Ngọc Đằng ơi, vừa quả lô đôi bẹ đẹp chị sơ luôn Ngọc Đằng ấy. Đó, khoảng này năm 2, năm 3 cũng thoải mái giùm em mà chị ha. Đó, hoa này cũng xinh nha mà chị ha. Đẹp chưa? Đó, ta lên cho ta ví này. Ồ, đẹp chưa nè mà chị ha. Trăng xong đây là cuộc dễ lại với nhau. Bà tập, tập, tập. Cái đã ta qua đây ha. Khoảng này năm 2 cũng đồ lại thoải mái ha. Đấy nhưng mà hoa, hoa này em xem mà chị là 65k ha. Hoa này 65 ngàn. Hoa 65k giúp em ha. Mà chị mà cái vải này mặc sướng luôn ha. Vải đen cho Bách Chí Nguyệt. Cho coi áo khoác lại với ạ. Ok, Thu Hà Nguyệt. Và đáng 65 cho Bách Chí Nguyệt. Thấy Thu Hoa thầy. Cái vải mình đẹp lắm luôn á. Hello chị Thủy Hồ. Đây khoảng em bán 45 ngàn có rẻ luôn. Hàng này ha. Hàng này nó rất là đẹp nha ha. Mặc vải 2 giây hoặc à, mà cái ống mực mà cái đô mà chị ha, chị khoác vô giùm em. Hoặc là để mang một con đi bơi đi đô khoác cũng xinh ha. Đó, quả đẹp chứ, quả dễ thương chứ ha. Khoác này 45k quả rẻ luôn ha. Ngọc Đăng nếu như em muốn thì là chị quá like lượt nhắn quá đôi bẻ lại một lần nhá. Cũng sắp hết rồi đây, chị lại like mày đôi dây mày vậy chứ. Trời ơi, cái hoa này cũng xinh nha mày chị ơi. Lỗ này, lỗ này là em bảo đảm với các chị là mới 99% các chị nhá. Vì chị mặc chụp ảnh xong thôi. Mặc đẹp thiệt nha mấy chị ha. Đẹp thiệt chứ không phải đẹp thiệt. Gai được không? Gai được, phải còn nụt mắt, còn nụt. Buồn lắm đấy. Con tém luôn, vải đẹp. Đó, lên cho mà là hoa ha, hoa phổi giùm em, phổi hoa đó ha. Hôm nay là tầm 50 cân đồ lại, bụng 8, bụng 9 cân đi mà chị ha. Bụng 8, bụng 9 cân ha. Thế nhưng mà phổi hoa đó em xem mà chị 65 luôn ha. Phổi hoa 65k. Đẹp chưa ha. Thế nhưng mà phổi hoa 65 nha. Nó xinh quá xinh ha. Phổi hoa 65 luôn. Sánh caro này cũng đẹp nha ha. Sánh caro form 50 cân nha mà chị ha. Sánh caro này là form 50k. Đó, sánh cà rô này là form 50 cân thêm em. Đẹp chưa ha. Sánh cà rô này em xem mày chỉ là 59 nha ha. Sánh cà rô 59k 50 cân độ lại giùm em. Form này lên form cũng đẹp nha mày chị ha. Em khoảng 4 người là đã đi rồi mà lên form mà đẹp hơn nữa ha. Thế nhưng mà sánh cà rô ha 59 nha. Và thì mày chị khoa chế luôn ha. Ha đẹp nha ha. Sánh cà rô 59 giùm em ha. Đây Ngọc Đằng ơi. Con một vai cải đấy ha ha. À chị Thanh Nhân. Tuổi cộp là có giá 130k, con tuổi béo là 150k chị nhá. 140. Chứ bớt béo. À. Tuổi béo em bớt lại là con 140k, con tem. Này dây đi mưa bẻ giùm em ha, dây đi mưa bẻ này ha. Bột đi mưa ha, size ra tay size 21 thôi. À size mấy? Bên đi 17 ha. Size ra size 17 thôi ha, size 17 thôi ha, 60.000. Đó, mới cứng luôn nè ha. Dây đi mưa bẻ ha, 60.000 ha. Bột bẻ luôn mà chị ha, bột bẻ. Bột đen bẻ này 67 luôn hay 67 luôn ha. Đó, quả ngầu luôn. Trời ơi, to thêm tí là ok đây. Ta bờ cho con lên. Bột 60 luôn cho em ha. Bột 60. Mày đỏ hai cái mà con cải đem hay. Mày đỏ này hay. Mấy em 11 12 cân ha. 40 ngàn hay. Mày đỏ. 40. Mới cứng luôn, mới cứng. Mày đỏ 40. Nú này ha, nú bẻ này, bẻ 80 cân độ lại thế ha. Nú này là 45 ha. Đó, nú 45k. Mà đẹp luôn. Về đem phổi bẻ này. Bộ size cũng 17 em nhá. Bộ size 17 luôn nè. Tầm 1 tuổi rưỡi, 18 tháng, tầm 20 tháng độ lại á. Dây ở đây size tầm 20 tháng độ lại các chị nhá.
Nói chứ mà vải đen tặng bé luôn ha, vải đen tặng này ha. Bé 5 tuổi là dây không vừa chị Thủy Hồ. Đây ha, à, đen tặng 40 ngàn ha, đen tặng 40. Đen tặng thì 83 cân đồ lại ha. Rồi vải đen cho, vải đỏ cho Nhật Linh ha. Vải đỏ 40 cho Nhật Linh ha. Ha, đây, có vải đen này chị nó lấy 40 ngàn, vải đen nó cũng đẹp đó ha. Đen đẹp đó. Nhật Linh ha, nếu như chưa cho thông tin thì cho lại thông tin nhá. Số điện thoại địa chỉ ạ. Phủi đen cho Ngọc Đăng. Phủi đen tặng 40 cho Ngọc Đăng. Phủi đen tặng 40 cho Ngọc Đăng. Chào GCC. Chưa có chị gì mà vừa GCC mời mà quên rồi. Cái vậy bên đi. À, sáng vừa mất. Đây, chị cho mà đây ha, mà đây ha, 50k. À, vậy hoa nhị. Vậy hoa nhị nhá bạn chị ha, hoa nhị nè ha. Chắc rất đẹp bè, tầm 11, 12 cân giùm em ha. 11 cân đồ lại đi ha. Hoa nhị 50 ngàn ha, hoa nhị 50. 20 hàng đẹp nhưng mà chị ha. Có cái vải đỏ này ha, GCC này. À. Vải này có vàng á. Đẹp. Cái gì ơi? À rồi này cho rồi thì thôi nha, xin Nhật Linh ha nhá. Đây là tiếp nha ha. Caro ha, 10 cân đồ lại giùm em, caro này 30 ha, caro này 30k. Caro này 30. Ai gì xí xí, cái vải này đẹp lắm. Vải vải có vàng đó gì hết, ông mạnh ông mạnh đấy. Đẹp lắm luôn á ha, đẹp lắm. Đó, 55 cân đồ lại đấy gì ơi. Có gội thoải mái luôn. Vải này mang một cái mưa mưa cả gì mặc là bao sáng luôn, bao đẹp ha. Đâm hoa đen hồng đang mặc á là con nha, Ruby Nguyệt con đâm hoa đen mà lúc này mà ta tắt đôi đỏ là hết rồi nhá. Còn hoa đen đi em hay 65 ngàn, hoa đen 65. Hoa đen 1 là hết rồi, hoa đen 2 là con. Rồi xong nha mẹ chị, xong em qua lô khác ha, lô khác cũng đẹp lắm nha ha. Đó. Ok, để gì? Để gì 70 ngàn như vậy rồi. Cá rô cho Ngọc Đăng. Cá rô 30. Con đôi dây nè, con đôi dây Ngọc Đăng vừa không? Sao anh mới thấy xe máy quýnh ha. À xe 21 ha, cái này xe 21. Mắc cười lắm nha, cái này xe 21, cái này xe 17 ha. Mong thấy băng băng nhau nha. À bên này cái xe kiểu khác này. Thôi các em, bọn em cặp theo tháng được các chị nhá. 17 ní là theo cái phóng cái ní là cờ đi xa năm ngoài là mang vừa này. Mày cái cờ ní á. Các chị cờ này là tầm 2 tuổi đồ lai các chị nhá. Ha, dây bẻ giùm em 50 ngàn ha. Sai ghi đây xa 21 ha, ghi đây xa 21 dây bẻ này. Mày cống đúng ha, mày cống. Ok, cái để thế chắc là đi một lần thì gọi thôi. Vậy có đứa bẻ cho Ngọc Đăng. Đi 70 hả? Ừ. Vậy đó, 70 cho GCC. Cái này, à cái này là ba lô mà chị, ba lô hoặc là đem kẹo đi cũng được này. Đó ha, ba lô về gai lại ba lô giùm em. Mà chị á, cái ba lô này chị nào chị nói là chị mua về chị chứa đùng chị chứa kẹo dễ kẹo nữa ha. Đó một ngăn nhỏ này ha. Bên trong con đồn đô luôn đó mà chị ơi. Ba lô đen. À, hai bên trong một con to và một con nhỏ, cái ba lô xinh ghê luôn á mẹ chị ha. Nhưng mà ba lô này em xem mẹ chị 69 ngàn ha, về gái lại thành một cái dây đeo giùm em ha. Nhưng mà ba lô 69k, đẹp chưa? Giá đẹp mẹ chị ha, mới luôn ha. Form này mẹ chị ơi, đẹp lắm nha ha. Ba lô 69 ngàn giùm em ha. Dạ chị Hoàng Ngọc Diệp. Hello Thùy Trang. Ba lô cho chị Tigon này. 69 này. Không có từ giá này nè mẹ chị ơi. Ba lô 69 cho Tigon. Đây xanh điều ghế ba lô hết nhá. Này ha, tụi giá giùm em ha. Dạ. Yeah. À đây này loại thêm sợi dây. À sợi dây nó là sợi dây cắp tay mẹ chị ơi. Mà sợi này là sợi dây đen. Thì sợi em quê vậy, sợi chắc quê mua vậy sợi chứ. Này mẹ chị ha, tụi giá tôi rua giùm em. Tụi giá tôi rua giùm em mẹ chị. Đó, hai bên trong mà chị thả hồ đừng đô nha. Bên trong một ngắn như kẹo, một con to và một ngắn nửa hay. Đó, nên mà tôi rua nên xem mà chị ra 80 hết. Tôi rua này 80 ngàn. Tôi rua 80 ha. Chị nào thích phong cách này, cái này đẹp lắm nha. Đẹp lắm. Chị nào mà xanh điều một chút nó mang rất là đẹp nha ha. Thế nhưng mà tôi rua 80k. Đó, tôi rua 80 giùm em ha. Có dây đeo ha, có sách tay. Rồi đâm đò hết rồi, Lê Ngọc nhá. Thế nhưng mà tôi rua hay 80. Áo hông giùm em mà chị, áo hông nhù nhù nha ha.
Đây gì thu phẩm hia. Cái thu phẩm hia có túi tôi rua đẹp tới gì thế. Bởi vì con vô cái ảo nó gì thu phẩm hia. Này, lấy cái mà ảo không như mẹ mày chị ha. Ảo không kiều đẹp chưa? Ảo không kiều. Hello Na Bi Thương. Phẩm này buồn lắm, cân đồ lại cho xinh mà chị ha. Lấy cái mà không kiều 35.000 ha. Không kiều 35k. À, buồn lắm cân đồ lại với mẹ thấy không? Không kiều 35. Không kiều 35k. Đôi dây nè mẹ chị ha. Dây sao bắt sậu à. Cô gọi. Rồi sai 37 mang vừa nữa mà chị. À 23 mà 150 là sai 37 rồi mà chị. Đó đẹp chưa ha? Đó dây nè mà chị ơi. À tụm cái vậy là à em cũng đang mặc quần nữa mà chị yên tâm ha. Sai 37 đi mà chị ha, lên cho mà dây đen em xem mà chị 40 ha. Đôi này đó em thấy có tay ở cái gọt đây này. Đó, em xem 40 ngàn quả đẹp chưa? Dây đen sai 37 ha, 40k. Dây chị Nguyễn, à hello Nguyễn Sương. Dây đen 70. Chị kém bẻ cho chứ có chấm bay không. Chứ nhìn lên mà thấy hình chị kém bẻ. Dây nó dây sai bắt sậu à. Bơ bơ nó mà chị thấy bơ bơ nè. Ghi đây sai bắt sậu. Rồi chị em 37 cũng mang vừa nhưng mà chị. Cái này chị nào mà chị mà sậu mang chật á ha. Mà sậu mang chật là mang đôi này được ha. Thế nhưng mà nhúng giùm em ha. Cảm ơn Na Hô này. Nhúng nhúng sao mà chị 40 luôn ha. Nhúng 40 ngàn ha. Thế nhưng mà nhúng 40 ha. Sao mang ghi sao 36. Nhúng 40 cái giùm em ha. Nhúng 40. Áo trắng mà chị ha. Áo trắng giùm em. Hôm nay 52, 53 cân thoải mái ha. Trắng vài mình đẹp ha. Để cho màu trắng, màu trắng em xem mày chỉ 20 nha ha. Trắng 20k. Quả đẹp chưa ha. Để cho màu trắng 20. Trắng 20k. Vô con em nấu 5 đỏ. Sâu bao nhiêu kỷ vậy? Là cái ní ha. Đúng rồi, Giang Linh. À Giang Linh vừa mất này. Giang Linh 7 kỷ. Giang Linh mày phải sầu mày cứng, sầu 2 cứng rồi mất. Dạ. Dạ lên phẩm đây là 45 46 cân thế ha. 45 thôi, 45 46 thế. 45 cân thôi chứ 46 cân sớm được thế ha. Ừ. À, mày đắt 65 ngang đấy ha. Phải á. À sợ. Thôi lên chưa lại mày ha. 70 đấy ha, 70 ngang ha. Thì chấm màu đen này mày chị heo đen. Đâm cánh là 70k các chị nhé. Tặng 20 cho chị Nguyễn Thanh Bình. Thì chứ màu đen đó mày chị. 55, 57 cân thoải mái giùm em ha. Cũng chả chị mặc cái gì lại ha. 55, 57 cân giùm em ha. Áo đen này đẹp chưa. Đen em xem mà chị 30 ngàn ha. Áo đen 30k. 30k ha. Áo tặng 20 cho chị Nguyễn Thanh Bình. Chị Nguyễn Thanh Bình cho em số điện thoại để chị nhé. Chị Nguyễn Thanh Bình là bữa hôm bữa để chị Trân Thị Mì Hành được không? Không, người thân bên à, người thân bên cháu là sườn thoi thế hì đó ha. Đây nhưng mà là à, đen hay 30 ngàn. Ở đen 30 ở hồng cho thành thân sơ mi giùm em ha. Mày chia sơ mi đen này đó, sơ mi đen giùm em ha. 50-51 cân thoải mái giùm em ha. Đó thế này nè mày chị mặc ở bên trong là màu đen thì cũng thấy quá ha. Thế nhưng mà là sơ mi đen xem mày chị 25 ngàn hay sơ mi đen 25k. À ok Giang Linh này, Giang Linh mặc không vừa. Bún xanh giùm em ha, 55 cân thoải mái giùm em ha. Bún xanh em xem mày chị là mày đây. 20 ngàn ha, 55 cân đổ lại ha. Này hàng da rán này mày chị ha. Đó mà cái này vải mặc sữa ha. Bún xanh ha, 20k. Nhưng mà bún xanh 20, 55 cân đổ lại giùm em ha. Lên đen nha mà chị hay lên đen. Hôm nay 55 cân đổ lại luôn ha. Lên đen em xem mà chị đó 20 ngàn ha. Lên đen 20k. 55 cân đổ lại giúp em ha. Hòa đen đang mang bao nhiêu? 65 ngàn chị Minh ơi. 65k ha. Thì chứ mà áo xanh giùm em ha. Hôm nay tầm 47, 48 cân ha. Áo xanh em xem mà chị là 20k luôn ha. Xanh 20 ngàn. Thì nhưng mà áo xanh 20. Áo len này, áo len lông nha mà chị, áo len lông này.
21 trên lành bên phụ đôi đất xinh mà mặc chư là cũng ok đấy ha, lên lông giùm em ha. Hôm nay 50-52 cân thoải mái ha. Này 55 cân được cho mày chị ha. Hello Linh Linh nè ha. Thế nhưng mà lên lông với xe mày chị 30 ngàn, lên lông 30k thì hết chưa? Tôi áo trắng hết rồi các chị nhá. Thế nhưng mà lên lông 30. Rồi hoa đen cho Nguyễn rồi. Thanh Bình. Nguyễn Thanh Bình cho số điện thoại luôn ạ. Đi đâu cái khác. Chỗ khăn ăn đi đâu cái gạt rồi chị. Hoa đen 50kg vừa đi. Được. Hoa đen 50kg vừa nha Thanh Bình. Rồi cái áo đẹp chứ mày chị ha. Áo này ha. Áo này ha, đây là lụp lưỡi nha mày chị ha. Đây là lụp lưỡi này ha. Hôm nay 50-52 cân giùm em ha. Thế đây có hơi sơ cho em xem mày chị 25 ngàn hay. Thế nhưng mà áo trừ đi 25k. Đó ha, mày chị cái tay này. Thế nhưng mà áo trừ đi 25k ha. Hello chị Trân Tú Nguyệt này. Lùa nhưng mà chị lùa. Thế nhưng mà lùa xanh ha, form 50-51 cân giùm em ha. 50-52 cân của mày chị ha. Mà lùa luôn xem mày chị 25 luôn. Quá đẹp luôn ha, lùa 25k. Lùa này ha, 52 cân đổ lại giùm em. À, lùa ha, 25 ngàn. Dạ rồi ok Nguyễn Thanh Bình. Thì chứ mà đâm đen mà chị ha, đâm đen nhuộn ha, em nó nhuộn một bên này ha. Hôm nay tâm bụng 7 cân đồ lai, bụng 6 bụng 7. Có gian thoải mái ha, đen nhuộn đến xe mà chị 30 ha, đen nhuộn 30k. 46, 47 cân đồ lai ha, đen nhuộn 30 ngàn. Đen lắm, thấy nó cái nắp bị. À, đen lửa cho na bí Nguyễn. À, cái này em xem mày chị 20 ngàn thôi hay. À, hoa đen nhuộm 20k hay. Hello chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo ơi, có mày xẹt đẹp ghê luôn. Mà chị Phương Thảo muốn thấy chị nó lùa cho Nguyễn Thanh Minh đấy. Có trong à, Nguyễn Thanh Minh nó được nhiều tiền. Áo lùa 25 cho Nguyễn Thanh Minh. Nếu như mà vải caro này mà chị ha, vải caro. Hôm nay 50 cân đồ lại giùm em ha, 50kg đồ lại. Đó, cột lại giùm em mày chị ha. Quả đẹp chưa ha, hôm nay là vài phủi với nhúng nha mày chị. Nhúng nó tay đôi rồi ha, tay phong giùm em ha. Nhưng mà caro này xem mày chị bùng 9 ngang ha, 49k. 50-51 cân thoải mái ha, caro 49 ngang, em giao chị Điệp. Nhưng mà caro bùng 9 ha, caro 49. Rô 49 cân. Cái này là béo cổ đồ nha mà chị, hay béo cổ đồ này ha. Đó ha. Hôm nay 55 cân thoải mái giùm em ha. Lên dây 20 cho Thanh Thanh. Ờ lên cho mà la. Từ mới xem lại chứ. 55 cân đồ lại giùm em ha. Nếu như mà béo em xem mày chị là 35 ngàn hay béo 35k. Đẹp chưa ha? Béo 35 ngàn giùm em, 55-56 cân giùm em ha. Béo 35. Nên nó phẩm cổ đồ. À con set này rất là đẹp luôn chị Phương Thảo. Set nhung, set nhung phải không? Nhung màu già đôi đẹp lắm chị Thảo. Chị Thảo, gú của chị Thảo em đưa ra này. Màu già này ha, màu già. Áo già này ha, già thì 50 cân đồ lại giùm em ha. Già đẹp lắm. Nụt này ha. Áo này. Bữa bên báo tươi con là chung về già thì nghe. Chị muốn lại cái áo này lắm lại ha. Nói một cái lại chung về già mới. 60 ngàn nha mà chị ha. Áo già 60k, 50 cân đồ lại giùm em ha. Đẹp lắm nha ha, đẹp lắm. Già này, xịt nhúng đó chị Thảo ơi, xịt nhúng hôm nay mặc lên đẹp chị sờ luôn. Mà chưa đưa lên được khỏi mặt thế. Để ra lại.
dài rồi. Chứng vậy là chứng vậy nhung ha, chứng vậy nhung luôn ha. Có cuộn bên trong áo này, xịt lên xịt níu luôn, mày chị này xịt níu luôn. Xong rồi cái tém rớt. Bật cái tém đây này mất. Đó ha, xịt xịt nhúng này, xịt nhúng là 120 hay xịt nhúng 120. Đó, chắc là cái này bỏ ra ngoài. Rất là đẹp ha, 50 cân đồ lại giùm em ha, xịt nhúng. Nhúng đẹp nha ha, nhúng mềm mịn. Lúc này không mặc vào nó đẹp làm đẹp cả lắm. Gì nhá. Chưa hết cởi ra cởi bố thôi á thôi. Khỏi cởi nhé. Anh đưa lên đi được ha. Phải nè. Sạch nhúng này ha. 120. Chị Nguyệt Thảo đâm nú trên cánh là 45kg đồ lại 70k chị nhá. Đâm nú chất đẹp xinh luôn. Ngắm hóa lê rơi sẽ 60kg có. Nhưng mà hiện tại em chưa thấy nè. Em chỉ phải theo dõi lại ạ. Đó đẹp chưa ha. Đẹp chưa. 60 kỳ ha, chục triệu nữa em like đô 60 kỳ cho mày chị thì. Ôi cho mày ơi. Chứng vậy ngắn xem á, đóng thầu mặc không được hả? Chị mặc chứng vậy ngắn được hả? Nếu như chị băng hông á là chị mặc đẹp. Chị cáo lên mà thiện, chị cáo hơn hông mày ngắn chị nhớ. Để cho mà là cung rinh đen giùm em ha. Phòng này 50 cân đổ lại, cung rinh đen xem mày chị 20 ngàn ha, 50 kg đổ lại. Rinh đen 20. Đúng rồi chị Nguyễn Thảo, vậy trên cánh là size S ạ. Để cho mà cung trắng giùm em mày chị hay cung trắng này ha. Phòng này cũng tầm vùng 50 cân giùm em ha, cung trắng trắng em xem mày chị 30 ha, cung trắng 30 ngàn. 50 kg bông tạm, bông 9 50 cân ha, cung trắng 30. Hello Thảo Nhi Nguyễn này. Thanh Hương Nguyễn khi mua em ghé lại đô ha. Xem tuổi đen sau ok chị. Tuổi đen đi ha. Tuổi đen đi Thảo. Đó mà chị đang xem làm xin một chậm ha. Chị Thảo ơi cái tuổi này là có cái giấy này bị phai màu này ha. Đó mình có bên tay bên trong này ha. 25 ngàn ha. Tuổi đen 25k. 25k nói chung là mình đeo 25 ngàn lên nhất đi làm quả đẹp luôn. Mình bỏ đô ra vô ngay để ý bên trong mà mày chị ha. Đèn 25. Không, tủ này là chị ơi. Tôi rùa nè. Đó, tôi rùa ha. Có thể sắp tay ha. Đẹp ha. Dây đeo ha. Tủ này giá đẹp lắm nha mày chị ha. Tủ này thì 80 ngàn ha. Tủ này 80. Đó, tôi rùa ha. Quân trắng cho Bảo Ngọc. 30 ha. Một bên trong có 3 ngăn, một ngăn to và 2 ngăn nhỏ giùm em ha. Đó. Vậy béo cho Lê Giang. Xem da béo. Ok chị Lê rơi. Lại. Hồi nữa rồi. Hồi chi mú. Dẹp đi chị. Tụi béo em hay tụi béo. Tụi béo đấy mày. Hồi đó cái chị là mua hiên. Tụi béo đấy hả? Hàng đẹp xinh luôn ha, con tem 140 ha, 140 ngàn. Đó ha. Form đẹp lắm, form cực gặp ha, form đẹp. Dẹp ha, dẹp. Dẹp này 45k, em còn màu đen và màu trắng ha, màu trắng mới đó ha. À màu trắng cái sản chị nào lại, em vẫn còn ngoài ha. Đó ha, dẹp 45k. Có size nha mày chị ha, có màu đen và màu trắng nha ha. Màu trắng cũng sáng đẹp lắm ha. Đó đối đi một đôi duy nhất này size 36 hay 45 ngàn luôn hay. Thế nhưng mà là chị thề bá sức đi, bá sức. Đó, đẹp. Rồi, để cho mày chị. Thì cho mà cung hông giùm em. Buông chị 50 cân giùm em không thôi. Để cho mà cung hông có giá thoải mái ha. 30 ngàn hay cung hông 30. Không hỏi như Nguyệt kể lại đâu thôi. Không, Nguyệt Thánh Hương. Không hỏi Nguyệt Thánh Hương. Bà không, bà mình trả lời là lại hỏi nữa rồi. Không, chị không nó không hỏi em hiên nhá. Hỏi kêu hỏi bé tê. Chị hỏi người khác nha. Hỏi em mày tôi em. Thì chứ mà phải nấu nữa mà chị hết form 55 cân thoải mái với em ha. Nấu em đẹp nha mày chị ạ. Nhưng mà nấu em xem mày chị 35 ha. Nấu 35k. 55 cân thoải mái với em ha. Để nhưng mà nấu 35 nha. Đó, nấu 35 cân giúp em. Nấu 35 khá. Ồ. Vậy thế là vậy tắt tá nha mày chị hết. À vậy chị đó.
Phải nên là form này là form rồng nha mà chị. Form này mà chị mặt cũng đẹp nè. Cũng bộ mặt cũng đẹp, bao bì mặt cũng đẹp luôn. Trong vô hả? Đi ra vậy hả? Đó ha. Hồi nay là em mặc hơi bị nít ở ngực nha mà chị hé, mà chị tâm bồn sầu cấn độ lại với em ha. Đó ha, lấy nhưng mà là về nấu đi mà chị hé, nấu nén xem mà chị là 49 nha ha. Lấy nhưng mà nấu bồn chín. Đó nấu 49k ha. Hôm nay tâm bồn sầu cấn độ lại với em ha. Nhưng mà nấu 49 nha. Hoa đang đẹp nhá ha, hoa đang đẹp nè, chị Mỹ Hằng đâu mất rồi. Hoa tiếc đấy mà chị hay, hoa tiếc ha. Ở chị Nguyễn Thảo sai bơ đó, chị Nguyễn Thảo này. Hôm nay 60-62 cân như em luôn nha mà chị ha. Đó thoải mái này đẹp chứ ha. Thế nhưng mà là hoa tiếc em xem mà chị đó 60 ngàn ha, hoa tiếc 60. Đẹp chưa? Hoa tiếc 60 giúp em ha, bên này có đêm hai vai này ha. Đó tay nè. Vậy thì quả đẹp luôn. Hôm nay tâm 60 cân giùm em ha, chị 60-62 cân á ha. Thế nhưng mà hoa tiết 60. Rồi đẹp lắm, chị Mỹ Hành đúng rồi ha. Chị Mỹ Hành là eo nhỏ thêm, chị về làm thêm cái béo đeo ngang nữa ha. Ha chị nên sẵn phải gũ của gì. Thế nhưng mà phổi sọc giùm em ha. Hello xì xì nè. Nè ờ xe bừ ha, thứ tư em hay để chị lên luôn đi cho xong đó. Đó ha, lên nhưng mà vậy phủ giùm em ha. Hôm nay 50 cân đồ lại ha, vậy phủ sọc, phủ sọc em xem mày chị 45 ngàn hay phủ sọc 45k hoa tiệc nè. Đó ha, tên đâu gỗ nhá mày chị ha, có mấy tên đâu gỗ phủ sọc 45. Dạ hiện tại em không có được hoa chị Thu Hà nhá. Đó ha, áo này là khoác cho mày chị ha. Hôm nay là 55-57 cân thoải mái giùm em ha. À, cái này bị rớt một cái nút bấm đó mày chị ơi. Cái chị nào về sửa. Coi lại áo 60k đấy. Cái nữa đó, cái nữa đó. Cái nữa đó. Ha, hôm nay 55-57 cân thoải mái giùm em ha. Đấy nhưng mà chị bị rớt lại một cái nút đó này mày chị về thấy giùm em ha. Ồ. Oh. Một cái đó ha. Cái này em xem mà chị 30 ngàn hay 30k. Về bấm like cái nút cho em ha. 55-57 cân thoải mái ha. 55 cân độ lại đi ha. Thế nhưng mà áo đen ha. Áo đen. Đen xem mà chị 30 thôi. Đen 30 áo nó đẹp lắm mà chị ha. Chất đẹp luôn nè ha. Bọc luôn luôn. Áo đen 30. Chị Linh hả? Cứ kêu tên chị Linh, cãi chị Linh. Mới luôn, Thôi đây con tỷ Di ơi. Trong vô cho Di coi thì trong vô. Trong vô trong lên phòng. Đúng lên phòng bằng đẹp này kìa. Thấy Di Linh ơi. Ha ha, đây gai nục lại. Khoảng 55 cân thôi mà chị ha, 55 cân thôi. Đó, ha, gai nục đây lại ha. Với cả ai có cái béo thì đeo cái béo ngang cũng đẹp chứ mà chị ha. Chị nào mà eo khịt rồi thôi ha. Chào chị Thủy Hành nè, cảm ơn Ngọc Đăng nè, cảm ơn Lê Ngọc nè. Ha Bảo Ngọc ha. Toàn Ngọc Ngọc phải bấm Ngọc Đăng Lê Ngọc Bảo Ngọc. Đó, đây gì xí xí ơi. À, hello Kelly ha, hello em. Rồi ghi lại nè, ghi lại cái này nè. Sướng phải gú cho đụng bú luôn. Thôi bấm bơ mà chị ơi, bấm bơ ha, bấm bơ. Vậy 60k cho Di CC. Em cho chị Điệp nhá. Thầy cho chị Điệp à, mua lâu chưa? Hôm nay Điệp hả nè, năm nay ngực chi vừa không, vực ngực chi vừa gì ấy. Bấm bơ trắng với mẹ mày chị ha, quả đẹp luôn ha.
Ôi quả đẹp. Toa ngọc mà không còn. Toa ngọc mang cả ngọc nữa là thốn. Chế kẹo nhé mày chị hả? Ồ. Quả đẹp luôn ha. Hôm nay là tầm 55 57 cân thoải mái với em ha. Để nhưng mà bomber, bomber em xem mày chị sợ chúng. Ui đẹp chứ. Ha, lấy cho mà nó bóng bơ 60k giùm em ha. Đẹp chứ mày chị này ha. Đẹp lắm. Đó mày chị ha, mặc phóng chị quân thể tháo hoặc là phóng chị cũng đẹp hết này ha. Thế nhưng mà bóng bơ 60 mới cứng ha. Phải nè mày chị á. Mua nguyên 1 lô rồi lên thăng cọ cuộn ra ăn quá chị mẹ. Bóng bơ giùm em ha, 60 nha. Mua máng xếp mấy. Con bơ cho Thủy Hồ. Thủy Hồ cho số điện thoại địa chỉ nhá. Chục 60. Thì chấm bài da nữa chị Thủy da. Dạ. Da ngay nở nhiều má. Hôm nay là tâm bồn chỉnh nè, bồn tạm bồn chỉnh cứng như em hả? Bồn 60 cho Thủy Hồ. Đó ha, nếu như mà già già nên mà cứng luôn mà chị á ha. Già nên xem mà chị 60 luôn ha. Con tạ bông chỉnh cân giùm em. Dạ. Yeah. Vậy cánh và chi đỏ chị em. Ok, đây cái Lê Nguyệt và đi vài chi chiến biệt mà vài đẹp hết, chị biệt vài đẹp về xấu rồi chị. Với Jessica mặc vài vậy nên đẹp đó. Nhưng mà sớm vừa này. Con lắm cứng như mấy. Eo nhỏ, Jessica eo nhỏ mà đúng không? Jessica eo bài tứ má, bờ bài tứ bài hai chứ đó. Vậy nó đẹp chứ Jessica hay nhưng mà là sẽ nhỏ bụng lắm cân độ lại thôi hay. Ha, nếu như mà dài giùm em ha, da 60 nga đẹp chứ mẹ chị ơi, form đẹp ha, vài đẹp luôn. Da 60k bụng bụng tạm bụng chỉnh cân giúp em ha. Da 60k. Thì chắc mà đâm xanh mày chị Hi, đâm xanh. Hôm nay 55 cân thoải mái nha mày chị Hi. Nè, em đưa cân chất mà chị xem chất giùm em vậy nè ha. Em liệt chất chi hết ha. Đó ha. Thế nhưng mà vài xanh giùm em 55 cân đồ về, vài xanh em xem mày chị là 40k hay 40. Thế nhưng mà vài xanh 40 nha. Đẹp chưa? Vài xanh 40, 55 cân đồ lại ha. Xanh 40k. Thì chắc mà là áo đỏ đó mà chị hi, đỏ phổi giùm em ha, đỏ phổi. Cái nó là trong vòng đó mà chị hi. Jessica bằng xa kem bẻ không phải. Chị kem bẻ là chị người chị đố hơn Jessica. Nên chị kem bẻ với Jessica bằng nhau ạ. Chị kem bẻ này Jessica bằng xa. Sao chị biết hay gì sợ nó nhớ luôn hả? Hôm nay tâm bùng bày cấn đồ lai hết. Nhưng mà đỏ phổi em xem mà chị hay lắm. Cái tay này là tay lờ lờ nhưng mà chị không phải tay dai thì. Thế nhưng mà đỏ phổi hay lắm ca. Bằng chiêu cáo thôi. Đen nha mày chị, đen 2 giây. Đen 2 giây giùm em. Đó, đen 2 giây nè mày chị. Hôm nay 55 cân luôn mày chị ha. Thế nhưng mà đen 2 giây, đen 2 giây nè em xem mày chị 40 ngàn hay đen 2 giây 40. 55 cân giúp em ha. Đó, mày chị với phổi video về vẹt về da đó cũng đẹp nè ha. Blazer cũng đẹp nè ha. Thế nhưng mà đen ha, 40 ngàn 55 cân đồ là đen 2 giây. Đây là cái vải thứ này mà chị, vải nó là vải chất nì ha. Thế nhưng mà nì xanh 50 đến 1 50 cân độ lai đi mà chị ơi. Nhưng mà nì xanh em xem mà chị là 30 ha, nì xanh 30k. Thế nhưng mà nì xanh 30 ngàn. Rồi ok này. Đu lấy thông tin chứ. Rồi tí nữa em lên bao to cho mà chị ha. Áo này áo măng tối nha mà chị, măng tối giúp em. Phải 2 giây đen cho thanh măng tố. Thầy liên gai được hả? Thầy nụt tôi loa muốn có chục gai nữa. Cuộc rỉ thôi mẹ chị ơi. Cuộc rỉ thôi. Hôm nay tâm bùng bày bùng tạm cân giúp em nhé mẹ chị ha. Để nhớ mà măng tố xem mẹ chị 60 luôn ha. Măng tố 60. Quả đẹp chưa ha. Măng tố 60 ngàn. Đây chị bích trăm này. Đó ha, để nhớ mà măng tố 60k giùm em ha. Bùng bày bùng tạm cân nhé mẹ chị ha. Đẹp chưa? Quả đẹp luôn ha. Măng tô 60.
chuột khang trung nhau không ha các bạn hay. Trung nhau là chuột trung lắm hay. À là Jessica với kém bé chụp trung nhau. À đúng rồi, chị kém bé vì chiều cao của chị Jessica. Jessica cũng người mẫu, chị cũng cao. Đây chị Dung Lê ha. Phòng này tầm 16 cân nhưng mà 16 bông bay cân nhưng mà chị hết. Nhưng mà già nên sao mà chị 35 ngang hay. Thế nhưng mà già 35 thì chị mái một lần mà chị mặc thêm bên trong thêm kèo len nè ha. Ha ha, già 35k. Trời măng tô này chị đang chụp con 60 ngang đẹp quá luôn ha. Măng tô 60. Thôi lên bao xe to nha mà chị ha. Lên bao xe to này. Chị nào xe to con đỡ khó chở cho em chậm này. Xe to ba nó có xe to, có xe nhỏ có hay. Bộ đôi vô trang chưa cắt nút hả? Thôi cái chồn đi chưa cắt nút. Trời đất ơi ơi. Mặc đồ hầm mau nổi lên nổi lên nha. Em chào chị Nguyễn Nga, em chào chị Lương Phạm. Cảm ơn chị Si. Đôi giày màu cam kia size bao nhiêu vậy? Dạ đôi đó là size 35 chị ha, size 35 à. Chị đây là 35 hả? À ha. Đôi này là 50 ngàn chị, 50 ngàn. 50k chị hả? À ha, size 35 giùm em. Hello Su Su nè. Cảm ơn chị Điệp nè. Thầy Minh không? Có thầy nhé Thu Hà. Thu Hà có comment gì hả? Sạch đùi nữa người em đang mang mà chị hãy 50 cân đồ lại giùm em hả? À, 69 ngàn hả? Có lẽ bao to, sai to nè mày chị ơi. Nè bồ lùa nhé mà chị hay bồ lùa hồng ha. 36 món dán được không? 36 được chị á, 36 được nè. Tại vì ngay nãy chị nè cũng có máng xe 35 nhưng mà thấy người hơi rồng chục. Mà đây ghi xe 35, em biết tùy chừng hay là ra. Bồ lùa hồng như mẹ chị hay phóng 55, 56 cân thoải mái nè ha. Hôm nay 57 cân đồ lái mà chị, 55 57 cân giùm em ha. Đó hay lấy nhưng mà bồ lùa hồng em xem mày chị là 59 ngàn hay 55 ngàn đây, 55k. Bồ lùa hồng giùm em ha, 55k. Vài mìn nha mày chị ha, vài mìn. 55 57 cân thoải mái ha. Thế nhưng mà bồ lùa hồng 55 ngàn. Hàng gì đây? Lùa cho bé heo. Hàng này hàng hai hén chị nha, hàng mang rồi chị. Nhưng mà là vẫn còn mới cứng nha chị ơi. Đây đó, 50 ngàn chị hả? Vừa 55. Lùa 55 cho bẻ heo. Thì chắc mà bồ lùa vàng thôi mà chị hả, bồ lùa vàng đẹp ghê luôn. Né. Không chưa. Bồ lùa vàng thôi mà chị hả, chất. Này chất này chất đẹp lắm nha mà chị hả, chất đẹp lắm nha. Thêm cái tay phong nữa này ha. Mà chị mặc báo xa. Phóng này 60-62 cân thoải mái với mẹ ha. Phóng này phóng to này ha, 60-62 cân thoải mái đây. 60 cân đi mà chị ha. Tức là 62 cân là lên là thêm 2 cân là về. Thế nhưng mà bồ lùa vàng em xem mẹ chị là mày đây.
75.000 hay bồ lụa vàng 75. Bồ lụa vàng đẹp lắm nhá ha, lụa vàng đẹp lắm. Tay phong phong lên mà chị nhá. Chị phong này đẹp lắm. 60 chị nào có cáo thì 62 cân đấy hi. Em biết mà chị cáo đó ha. Đẹp chưa mà chị ha? Bồ lụa vàng này ha, 75k hàng new hay, hàng new. Rồi ok Lương Phạm, dây cám cho Lương Phạm. Rồi Lương Phạm, mình vẫn còn giữ địa chỉ. Lương Phạm đây muốn hả? Ai khác mua cơ. Ha, lấy cho mà lùa vàng 75k quả đẹp đúng mà chị ha. Phóng đây 60 cân đi hi. 60 cân cho em ha. Lùa vàng 75k. Lùa vàng nó chất đẹp lắm em. K 50. Ừ. Missy nha. Missy đó. Missy Missy. À. Chị ta nhớ chưa? Mua cái thật kìa, cái này lấy măng cái áo luôn đi mốt. Ồ, cái này con tém này, việc bố không kêu con tém không biết. Thế chứ mà lùa xanh giùm em ha, lùa xanh. Phóng này cũng 60 cân giùm em nha mày chị ha. Phóng này 60 cân thoải mái này ha. Đó ha, lấy chứ mà lùa xanh con tém em xem mày chị 60 ngàn hay lùa xanh 60k. Đó, 60 cân thoải mái giùm em ha, lùa xanh 60. Đó. Lùa xanh 60k thằng níu nha mày chị ha. Đó ha, lùa xanh 60. Màu vàng thì vải đẹp hơn nha mày chị ha. Cho chị lái hồ. Thế nhưng mà lùa xanh 60. Thế chứ mà vải xuống nha em ha, vải xuống. Vải xuống nha em ha, phó mẹ 55 57 cân thoải mái giùm em ha, xuống vàng xem mày chị 40k hay xuống vàng 40. Xuống vàng ha, vải là vải thun mạc nha mày chị ha, vải thun mạc. Thế nhưng mà xuống vàng 40k. Hello chị Thanh Nhân ha. 55 cân đồ lại ha, xuống vàng 40. Đó lấy nhưng mà xuống vàng 40.000. Sẹt này. Sẹt nhưng mà chị hay sẹt này. Sẹt chất này, chất đẹp nha ha, chất đẹp lắm. Sẹt đen mà chị ơi, sẹt đen. Đó, sẹt đen giùm em ha, sẹt đen mà chị mặc ở nhà được mà đi cà phê cà pháo đúng được nha. Tháng sau này bó chung giùm em ha. Hôm nay 55 56 cân thoải mái giùm em ha. Thế nhưng mà sẹt đen em xem mà chị 55.000 hay sẹt đen 55k. Đó, phóng 55 56 cân thoải mái ha. Đó, ha sẹt đen giùm em. Vải đẹp luôn ha, vải đẹp, dây tăng đơ đồ đầy đủ hay. Thế sao nó có bó chung. Phóng này bao bì bóng chén thoải mái giùm em ha. Thế nhưng mà sẹt đen 55k. Mới luôn mà chị ha, mới đẹp luôn. Sẹt đen 55.000. Túi sách béo bao nhiêu có không không à, chị Thanh Nhân lúc nãy hỏi chứ hỏi lại là chắc hỏi đó nó chắc nghe à, chị Thanh Nhân tụi bé là 24 chị hả? Vậy vang cho Bảo Ngọc vang 40 thấy chị hả? Ở giấy đôi đầy đủ hả? Đó phó này giấy kẹo bên trong một con nhỏ đấy nữa hả? Một con to hả? Đó ha, 140 cân. Chứ mà sẹt này hay sẹt đỏ. Sẹt đây cũng là sẹt new nha mày chị ha, sẹt new. Đó, sẹt con đuôi nha ha, sẹt con đuôi này ha. Hôm nay tầm 47, 48 cân giùm em ha. Đó, sẹt đỏ giùm em ha. À, lấy nhưng mà sẹt đỏ ha, hàng níu nhưng mà chị hay sẹt em xem mà chị 59 ngang ha. 59 ca phóng 17 18 cân thoải mái giùm em ha. Sẹt đỏ nên mà cũng thể tháo nhưng mà chị hay phóng phóng của thể tháo đây ha. Đó, à, lấy nhưng mà sẹt đỏ 59 ca 17 18 cân giúp em ha. Vải nó khỏi chế luôn ha. Vải đẹp nha mà chị ơi ha. Sẹt đỏ 59 cân. Rồi ok Bảo Ngọc này, Bảo Ngọc lấy đối dẹp phối size 37. Phối đen phải không em? Bà này bà mua giùm mai răng. Mua giùm mai phải không? Không bữa thầy chụp. Ờ à, thêm bữa thầy chụp hai đôi đó phải không? Bà Ngọc có không bữa là hai đôi đấy. Đôi đi đấy. Mua bà Ngọc lại hai đôi đấy. Mua giùm mai em. Đẹp quá bà Hồ Nhân mua mua giùm hả? Hello Hồng Thanh Trần. Túi sách veo bao nhiêu? chị Thanh Nhân ơi. 140.000. Chắc là lỗ của chị không nghe được rồi. Không đỡ xuồng một ngón tay với bốn ngón tay.
Nay 140. 140 ngàn chị Thanh Nhân nha. Không đưa được 140. 140k chị Thanh Nhân ơi. Mày biết chị rồi. Cái chấm mà là cà rô xanh nha mày, chị ha, phải cà rô xanh ha. Chị nào comment giúp. Hả? Chị nào comment giúp. Trang phụ comment cũng được đó. Ê, coi chứ không. Nè, lấy cho mà váy xanh ha, form này tầm 48, 49 cân giúp em ha, váy xanh. Đây, form này như tí cho mày chị ha. Lấy cho mà đâm xanh, xanh em xem mày chị 45k hay. Lấy cho mà đâm xanh 45 ngàn. Đó, lấy cho mà váy xanh 45k giúp em ha, xanh caro, đẹp chưa? Cũng váy 48, 48, 49 cân ha. Xanh caro giúp em. Xanh caro, 45k. À quên, 45 ngàn. Để cho mà sạch nu nè mày chị ha, sạch nu giùm em. Đó, ảo nè. À chị comment giúp là chị. Đó ha, lấy cho mà sạch nu giùm em ha. Khoảng này là tầm 50 cân luôn giùm em nha mày chị ha, 50 kg rồi. Em cảm ơn chị Lương Phạm nhá. Chị comment giúp á. Đó, sạch nu giùm em, quả đẹp lắm mày chị ơi, sạch nu con tem giùm em nha ha, sạch nu này ha. Sạch nem xem mày chị là chị à. Mày đây. 95 ngàn đấy hay 95k sạch nu nha mày chị ha, 95k giùm em ha. Đó, sạch nu 50 cân đồ lại giùm em ha, nên mày chị ơi, 95 ngàn ra ngoài mày chị chưa mua được cái chân vậy luôn ha. Đó, chân vậy này ha, chân vậy đẹp chưa? Bên trong là có quần nha ha, 95k 50 cân đồ lại giùm em ha. 50 năm 1 cân ha, 50 cân đi, đẹp. 95k hay thế nhưng mà sạch. Sạch nu. Họ bị làm. Nếu chỉ 5k thì cái thân từ cái thân không phải không phải bạn phải cái bi để nó đừng được sạch. Vậy có rốt sẵn cho nào Bi Nguyễn sạch béo à, Nguyễn Huyền Nhi. Hello Nguyễn Huyền Nhi. Thì chấm một cái vải đen 2 giây nha mày chị hi. Đen 2 giây. Nó vải đen nè mày chị hi, form này 55 cân giùm em ha. Thế nhưng mà đen 2 giây giùm em, đen 2 giây em xem mày chị là 35 ngàn hay. 55 cân đồ lại ha. Thế nhưng mà đen 2 giây 35k. Ờ đẹp chứ ha, form này 55 cân giúp em ha. Đen 2 giây. Ờ 35 ngàn. Hello em Hoàng Anh, hello em. Chứ mà sạch ngộ mà chị hết sạch ngộ. Sạch ngộ luôn mà chị hết, sạch níu luôn mà chị hết. Có mấy 55 cân được. 52 53 cân đi mà chị hết, để em tiện. Em một cái sạch ngộ đi. Sao chị mất. Mấy cái sạch ngủ này mình mặc thoải mái nha mà chị ha. Có vài thằng mặc mưa rơi luôn. Đỏ luôn. Có tự dậy thế. Đó ha, nếu như mà sạch ngủ form này 52, 53 cân như em ha. Nếu như mà sạch ngủ này em xem mày chị đã 60 ngàn hay sạch ngủ 60k. Vài đẹp lắm nha mày chị ha. Vài mình và mặc rơi luôn ha. Đây chị Thanh Thuy này. Tôi có chị Thanh Thanh Thủy chị. Cho thông tin chứ. À, lấy cho bà sạch ngộ 60 ngàn ha. Phải cực kỳ đẹp luôn mà chị ơi. Ngộ 60 ngàn. Có hai màu nha mà chị ơi. À, sạch như là sạch tay đuôi hả? Sạch tay sẵn nè. Đó, phóng này cũng 52, 53 cân nha em. Mà chị mà 55 cân cũng vừa nhưng mà lòng ốm sạc người hả? Đó ha. Sạch sân ngọc giùm em ha. Lấy cho bà sạch sân ngọc. Sạch sân ngọc 55 ngàn hay sạch sân ngọc 55k. Ngọc này cũng đẹp nha ha. Thế nhưng mà sẽ xanh ngọc hơn 55k. Thế chứ mà bún hông nè mà chị ha, bún hông 55 cân đồ là thoải mái ha, bún hông nè mà chị ha, đẹp ghê. 25 ngàn hay bún hông 25k, 55 cân đồ lại giùm em ha.
chất này. Bún thông 25k, 55 cân đổi lại. Chắc mà bộ hông giùm em hay bộ hông. Hôm nay cũng tâm 50 cân thôi mày chị ơi. Bún hông 25 cho Lê Ngọc. Hôm nay tâm bụng 8, bụng 9 cân nữa ha. Nhưng mà bộ hông em xem mày chị 35. Bộ hông dịch thương chứ. Mặc một bảo dịch thương ha, 35k hay. Nhưng mà bộ hông 35. À. Bộ hông 35k, hôm tâm bụng 8, bụng 9 cân ha. Bún hông, bún hông chứ. Ủa? Trời ơi. Móc bò luôn. Chắc quá. Ta đang còn gặp bơm 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 bơ. Bên tí. Thì chứ mà vậy không nè, mà chị hay vậy không xuống. Phóng thay 53, 54 cân giùm em, 55 cân cũng được. Nhưng mà chị hay chị nào cao cao 5m55 đủ lên thì 55 cân ha. Thì chứ mà vậy không xuống, không xuống nè em xem mà chị 30 ha. Không xuống 30 ngàn. 55 cân đủ lại ha, không xuống 30. Sụt nắp tỷ nè mà chị hay. Xem mà chị 25 ngàn đây hả. Sụt nắp tỷ xe 25 ngàn. Chứ mà bún nâu nữa mà chị, bún nâu 50 cân đồ lại ha, bún nâu với xe mày chị 15 ngàn ha. Bún nâu 15k. Dạ em cảm ơn chị Cám Bẹ nhé, chị Cám Bẹ nhắc cho chị Thanh Nhân. Bún nâu ha, 15k. Sẹt chứ mà chị ha. Chị ha. Đi qua đây á. À. Không lừa được cái chân vậy mới đó ha. Chân vậy mới đó. Đó mà cái sẹp như bò bỏ vô thôi mà được lù thôi. Rồi xong chân vậy đẹp lắm đó. Tìm ra này. Hello Lenny Nam. Mà chị bên đăng chỉnh á thì em con trao được cho mày chim trong phù em biết ai để trao thì này là nhưng mà ta hông nè mà chị ta hông. Hello Thảo Thảo nè ha. 55 cân đồ lại thoải mái giùm em, đây rượt hụt hụt rồi ha. Em xem mày chị là 60k hay 60 ngàn hay. Nếu chứ mà ta hông giùm em. Mặc cái này bạc thủy nó mặc cũng đẹp đấy ha. Ta hông. Đó, 60 ngàn ha. Quá đẹp đúng mà chị em, mà cái form này đi tiệc cái đồ đẹp lắm. Con thì hoặc về chẳng mà không. Nếu mà ta không mày kia mày chị ha, hai cái nút trên đây là không thấy mà chị có thể gơ vào gần xuống đây ha. Hai cái nút trên cổ đây này ha. Thì mặc lên là sẽ không thấy mà ha. Đó ha, ta không 60 nha. Có đẹp. Có đẹp mấy chị ơi. Thế chứ mà hai dây vàng giùm em ha. 50 cân đồ lại giùm em, 2 dây vàng 20 hả? 2 dây vàng 20k. Nhưng mà 2 dây vàng 20 ngàn. Phải không 60 cho chị Điệp Nguyễn. Thì chứ mà áo nam nè mà chị hả, áo nam 60 cân giùm em ha, áo nam mới xem mà chị 20 ngàn. Nam đen 20k, 60 cân đồ lại. Mà chị kia áo đi là áo thể thao đấy ha. Áo đi nè. 20 ngàn ha, nhưng mà áo thể thao nam 20k. Chị đẹp tưởng cũng sáng. Thì chứ mà là bún đen giùm em ha. Hôm nay tâm bún 6 cân, bún 6 bún 7 cân ha. Bún đen em xem mà chị 15 ngàn. Cái bún này đẹp ghê luôn. Có già sướng. Bún đen 15. Đây rồi. Mình rác một cái chân vây rồi. Sẹt đen tặng mà chị hi. Sẹt đen tặng con kem. Hôm nay là 50 cân đồ lại, 50 đến 2 cân nha mẹ chị, 50 đến 2 cân được. Để 15 là bên nữa. Ừ. Để 20 đây. Ừ. Chị lấy tiếp chị thích đi chỗ. Sớm quá. Cho mình nữa. Đó, đây nhưng mà sẹt đen tặng giùm em nha mẹ chị ha. Hôm nay là tâm 50 cân đồ lại đi, sẹt đen tặng em xem mẹ chị lá.
79 ngàn hả, sẽ đến tặng 79 ngàn. Đó, hai lên cho mà sẽ đến tặng 79. Khoan nha mày chị ơi, sẽ sai rồi, hẹn chị sẽ sai. Nhìn kỳ cục. Ha ha, 79k. À ha, 50 cân còn lại hả? Ok. Đó. Ừ, ừ rồi. À, áo đến 15 hết rồi chị Điệp nhá. Chị ở đây chụp rồi ạ. Thấy chứ, áo nám tiệm mà chị hay áo nám giùm em ha. Nám, có mày phải 70 cân mà chị ơi, 70 cân ha. Đó ha, lấy cho màu nám, nám xem mà chị 20 ngàn, 70 cân giùm em ha. Áo nám 20k, thế nhưng mà nám 20 thôi. Nám là có già nha mà chị ha, vài đẹp, thẩm hụt mồ hôi. Sao mày được hắn mặc mồ không ạ? À? Ở mặc hương mặc vừa không? Sao mày được hắn mặc rồi nghe? Thiệt á, để chị Điệp đi. Chứ mày được hắn mặc kìa. Mày định năm chục chứ mấy, mày mới mày tôi à, có lắp tóc vàng nha mày chị ha. Áo đến 15 áo đến 15 cho chị Điệp Nguyền nhá, 55 cân đồ lại nha mày chị ha. Có lắp tóc 10k đấy ha, có lắp tóc 10k. Chắc mà lắp body nha mày chị ha. Body lên ha, body lên. Hello Vy Hà, hôm nay 52-53 cũng thoải mái giùm em ha. Thế nhưng mà body này em xem mày chị 30 ngàn, body đẹp chưa? 52-53 cân, 55 cân con vừa nhá mày chị. 55 cân là mày chị ốm sạc con người luôn hả. Thế nhưng mà body đen 30. Chị Thanh Nhân, tuổi cột là 130 chị nhá. Rồi để em lại đăng phù em comment cho chị. Chưa chưa chị Thanh Nhân không xem lại không nghe mà. Đây, thì vài đại như xem á. Thì chắc mà bún đỏ chứ mà chị bún đỏ khoảng 70 cân giùm em ha, khoảng nam 70 cân ha. Thì chắc mà bún đỏ 20 luôn hay bún đỏ 20. Không nghe tiếng nơi, không nghe tiếng hả? Ảo đó mà chị hay ảo. 45 cân đồ lại giùm em ha. Ảo đem xem mà chị lơ 49 ngàn ha. Để cho mà ảo 49k. 45 cân đồ lại giùm em. Ảo dễ thương chứ. Ha, để cho mà là ảo 49. Chứ một cái vậy nè mà chị. Vậy. Đó vậy giùm em mà chị hay vậy nè. Vậy không nữa ha, vậy nên đi tiệc với đồn đẹp chứ mà chị. Phóng đây là tầm 50 cân đồ lại giùm em đi ha. Đẹp chưa ha. Nhưng mà vậy không em xem mày chị là 100k đấy hay 100 ngàn hay 100k. Vậy nó đẹp lắm, nhưng mà chị lên phóng đẹp đó ha. Nhưng mà vậy không 100k hay vậy không 100. Vâng Vy Hà nè. Đây chị Sương Tân. Ok chứ chị Thanh Nhớ. Thôi lâu mới thấy Vy Hà xem lái á. Không có đọc lái. 55 cân đồ lại giùm em ha. Lên nhưng mà xuống tặng em xem mày chị 35 ngàn ha. Xuống tặng 35k. Và dây và đẹp luôn mày chị ha. Có vàng nhè ha. Xuống tặng 35 ngàn. 55 cân đồ lại. Mày anh tay em ôm lại sơn á. Hai con rín nè ha, phóng 60 cân giùm em ha. Con rín giùm em ha, phóng 60 cân. Rín đen xem mày chị 40 ngàn ha, rín đen 40. Con rín mới luôn mày chị ha. Mày 80% ha. Rín đen 40, 60 cân giùm em. Để chắc mà về xanh ha, về xanh. À, về xanh lên phóng rất đẹp ha. Xuống trần cho chị Ngọc Đầm. Đó, phẩm đây là cột dây đi nha mà chị nè. Đó, dây bên trong luôn ra đây và cột lại ha. Hôm nay 50 cân đồ lại ha. Lấy nhưng mà đâm xanh em xem mày chị ra 50 ngàn hay 50k. Đây xanh 50. 50 cân thì mày chị dơi ra đi giùm em ha. 50 nó 1 cân thì mày chị dơi ra đi. Đó, ha. Đẹp chưa? Thế nhưng mà vậy xanh 50. Quả xinh luôn. Xanh 50 ha. Cô
con đen cho thầm thầm. Ừ, trả đây, trả này nè. Con nhập con nám đi. Con nhập con nám đi. Con vậy đi không bố mẹ không? Không. Mặc đẹp quá, phải đẹp không mới thấy. Nên con dùng nám nè, nám nè, bọc nè, con nám chứ nè. Đây có cái cải của này, thanh thanh chỗ có cái bọc đó. Dùng con nám đi mày chí, nám thanh lừ đi. Con nám đi mày chị ha, phóng sẩm với cân như em ha. Có vàng đấy mày chị ha. Nhưng mà đen nám em xem mày chị là 35 ngàn hay đen nám 35k, 60 cân như em. Đen nám 35 ngàn hay. Nhưng mà đen nam 35. Hello chị Sơn Tung Trần. Rồi. Đen cặn giùm em ha. Đen cặn ha. Có mấy 52 53 cân giùm em ha, đen cặn 30 ha. Để nhưng mà đen cặn 30 nha. 50 52 cân giùm em, đen cặn 30. À quên, đen cặn đi. Chị Sơn Tung Trân, vải cắn là 45kg đồ lai chị nhá. Sơn Tung Trân như mặt nó sẽ ẹt đấy. Đây Sơn Tung Trân. Vải này là ai mang vừa là rất là xinh luôn, chất vải rất là đẹp. Em xé là chỉ có 70k thôi ạ. Có thể mặc như vậy hoặc là mặc lịch vai. Không quá thừa. Đừng đo eo. Canh mặc vừa nữa. Canh rộng chút. Sơn Tung Trân mặc vừa đó. Thôi tiếp nha mẹ chị đẹp ơi. Xin chậm tiếp tục nha mẹ chị. Chị to. À chị to. Chị to. Thì to vừa báo ni vừa lại xong bao to luôn. Thì cái đi của cái ni là đi đen sao thế? Áo kiều mà chị ha, kiều trắng như em ha. Áo kiều trắng này xinh chưa? Vĩ Hà mà rồi. Vĩ Hà này em này, kiều trắng đẹp nữa ha. Hôm nay tâm bùng lắm cân như em ha. Đẹp chưa ha, đấy nhưng mà kiều trắng em xem mà chị 20 ngàn ha, kiều trắng 20k, đẹp chưa? Nặng bụng bụng lắm cân đồ lại giúp em ha. Vài này là vài số nhưng mà chị số đẹp nha ha. Thế nhưng mà là kiều trắng 20 ngàn, bụng lắm cân đồ lại. Đó ha. Kiều trắng mà chị mặc mà cung rinh cung nữa đây. Kiều trắng 20. Vào đi đã xuống là đu lành rồi. À đây là đợt đi. Thì chứ mà vậy hoa thiếu đó mà chị hay vậy hoa thiếu 50 cân đồ lai giùm em ha. Nếu như mà hoa thiếu này xem mà chị là 20 luôn ha. Hoa thiếu 20k này, thiếu hết chứ ha. Thế nhưng mà hoa thiếu 20, 50 cân đồ lai giùm em ha. Vài nó giống vậy lanh rồi mà chị. Giống như lanh rồi. Hoa thiếu 20, 50 cân giùm em ha. Rồi kiều trắng chất ngọc đằng này. Lén mà chị ơi, lén này. Lén là lén chứ, lén mặc quần lít dính này hay con tèm luôn. Ừ. 50-51 cân thoải mái giùm em ha. 50-52 cân đồ lại đi ha. Nếu như mà là lén tím xem mày chỉ 30 ngàn ha. Lén tím 30, đẹp chưa? Kiểu trắng cho ngọc đằng. Rồi mày chỉ mai một tí mình mặc cái quần lít dính hoặc là quần tất cũng đẹp nhá ha. Bỏ đẹp luôn ha. Nếu như mà lén tím 30 ngàn, lén tím 30. Mua lén chưa đi mày chị ơi, là 20. Lên bẻ này. Lên bẻ giùm em, bẻ tầm 25-27 cân nha mày chị ha. Thế nhưng mà lên bẻ em xem mày chị là 25 ngàn ha. Lên bẻ 25k. Ủa cái lên tím dễ thương gì sợ chứ. Bẻ tầm 25-27 cân á mày chị ha. Thế nhưng mà lên tím 25. Bà đi nhiều đô lên. Thế
Thế đang có sớm được nhà đó ha. Hóa vậy hóa cho nào biết nguyện. Hôm nay 50 cân giùm em hả? Nếu như mà len vàng em xem mày chị 10k hay len vàng 10k. Thế đang có hơi sớm được trước nhưng mà vàng, à, cái len đẹp lắm nha mày chị ha. 50 cân đổ lại giùm em ha. Thế nhưng mà len vàng 10k. Trời ơi con này gắn hộp kim cương hộp xoang luôn. 50 cân đổ lại. Thành có dạng á. Len vàng 10. Len 10 cho Lê Ngọc. Thế chứ mà vải sọc giùm em ha, vải sọc 55 cân thoải mái giùm em ha. Đây nhưng mà sọc, sọc này em xem mà chị 20 ha. Sọc 20 55 cân đổ lại ha. Đó, sọc 20k. Vải sọc 20 nha. Thế nhưng mà sọc 20. Hello Ngọc Ni. Dùm hay cái dấm nè mày chị ơi. Ồ dấm màu xuống đẹp chưa. Hoa tiệc cũng sáng nha ha. Hoa tiệc đẹp nha mày chị ơi. Hôm nay 50 cân đồ lại giùm em ha. 50 đến 1 cân giùm em ha. Thế nhưng mà dấm dấm em xem mày chị 45k. Sau 20 cho Thủy Vợ. Trời ơi dấm đẹp chứ mày chị ha. Thế nhưng mà dấm ha. Dấm 45 nha. Dấm giấy ha. 2 giấy xong rồi. Ở đây còn bao chung ha. À, dấm màu xuống đẹp lắm nha ha. Em mang là sạc đất. Chị đã có 1m55 nó ok ha. 1m55 con hoặc như em nó mang đôi guộc thêm đi. Thế nhưng mà giấm 45 ngay, giấm đẹp chứ mày chị ơi. Bọc luôn nè ha, bọc nè. Ở lên tim cho Thanh Thanh. Thế chứ mà là giấm 45. À đây là chảo chất giá cả nha mày chị hiền, chất giá cả. Thế chứ mà hình giùm em mà chị hình 50 cân đồ lại cho đẹp. Hình em xem mà chị 20 ngàn ha. Hình 20 50 cân đồ lại giùm em ha. Hình 20 chất giá cả nha mà chị hình. Hình 20 ngàn. Len vàng nha mà chị ha. Hôm nay tâm 17, 18 đấy hi. 17, 18 cân ha. Len vàng em xem mà chị 20 luôn ha. Len vàng 20 ngàn. Nhưng mà len vàng 20. Thế này là chiếc vải bẻ nha mà chị hình. Chiếc vải bẻ đây. Bẻ đây bẻ tâm 25 27 cân giùm em ha. Lên vàng cho tổ hi. 25 27 cân giùm em ha. Đấy nhưng mà là chân vải bẻ, chân vải bẻ 10k. Nhưng mà chân vải bẻ 10 ha. Chân vải bẻ 10 cân. Lên hông nè mà chị hiện lên hông. Hôm nay là cũng sớ nha mà chị ha. Hôm nay 50 cân đồ lại giùm em ha. Chị đâu có đơn lên tặng đi hi, tặng đi. Lên hông tặng. Hào 2 giây giùm em ha, 2 giây không. Ở bên em sụp nè. 2 giây không giùm em ha. Đó ha. Hôm nay tâm 46, 47 cân với mày chị ha. Đó, 2 giây em xem mày chị 5k đấy. 2 giây 5k có sụp chì miệng bến đấy thế. Mày chị hết với nhịp lại thế. 2 giây 5k. Tặng cho Huyền Dương. Thôi đây ngay nay chưa thầy chột nha. Quen. Nhưng mà 2 giây sọc giùm em mà chị hay 45 cân đồ lại giùm em ha. 2 giây sọc 10 luôn ha. 2 giây sọc 10k. Vậy đẹp chưa? Vậy đỏ giùm em mà chị hay đỏ này ha. Chắc là chất ẩm ẩm nha mà chị. Chắc khó vàng mà dây cùi luôn. 45 46 cân giùm em ha. Vậy đỏ đánh xem mà chị 25 ngàn hay. Nhưng mà vậy đỏ 25k vậy nó đẹp lắm mà chị ơi. Chất ha, chất dây có vàng ha. Phóng lên đẹp lắm. Nhưng mà vải đỏ 25 ngàn. Đỏ 25. Dương Dương chưa ra lại đô em. Cuốn giá mà chị hiểu cuốn giá. Cuốn giá còn tôi rúa này này ha. Cuốn giá. Phóng lên tâm 46 cân đồ lại giùm em. Hello Thu Huyên 46 cân đồ lại. Thu Huyên vừa qua một bao to luôn. Nếu như mà con giá em xem mà chị 30 ngàn hay. Nếu như mà con giá 30k đẹp chưa. Áo màu cho tổ hi. Nếu như mà là giá 30. Giá ok Huyên Dương này. Huyên Dương coi chưa cũng được nhá. Không sao cả. Khách quen mà. Giờ thôi. Nếu như mà là hoa giùm em hay yểm hoa giùm em hay yểm hoa. Có mấy tâm 42 cân đồ lại. Thế mà chị yểm hoa em xem mà chị là 15 ngàn đấy hay. Rồi yểm hoa 15. Mà nó vừa mặc cái này đẹp á hả? Cái này giống giấm nha mà chị giấm ha. Bên trong có quần này áo phải có quần. Vậy ha.
Diễm Hoa 15k. À, có Hồng Thanh Trân có nhá. Sục 240 là size 38. Size 38 bên mình có nhá. Ồ, về xuống thì đẹp nhé mà chị ơi, về xuống thì đẹp ha. Khóm lấy 60 cân thoải mái giùm em ha. Xuống đẹp nha. Sục 38 ha. Hồng Thanh Trân lại mà sục 38 thì chỉ có màu nú thôi đẹp. Màu nú với màu đen. Hồng Thanh Trân, nếu như bạn cần tìm sục size 38 thì mình sẽ đưa ra cho bạn vài màu size 38. Hôm nay 60 cân giùm em ha. À, đẹp chứ mà chị ha. Để nhưng mà xuống xuống em xem mày chị là 30 ngàn hay xuống 30. Mặt mình lịch rồi. Đó. Hôm nay 60 cân giùm em ha, xuống 30k. Mày hóa cho Thanh Thanh. Để cho mà ra xuống 30 ngàn hả? Ok, đó. Hương Dương này, bà Dưa Hương em ghé nhá. À, thì cồn kiều một bên đi trời ơi. Ờ, kiều đi đây mà chị, 25 ngàn thì. Sao chị không xuống bạch nè. Để nhưng mà xuống hay 55 cân đi mà chị, 55 cân đi hả? À, 25 nha, xuống 25. Áo xám nha mày chị, 45 cân đồ lai ha. Xám em xem mày chị 15 nha hay. Áo xám 15k đẹp chưa, 45 cân đồ lai giùm em ha, xám 15. Nhưng mà xám 15k. Giá cho Lê Ngọc. Giá 30. Cái áo đẹp chứ mày kia, áo xanh này ha. Áo xanh này form đẹp nha ha. Con trai chị, con trai gì Dung Bùi. 45 cân đồ lai chứ em thế. Áo xanh em xem mày chị là 25 ngàn. Áo xanh đẹp chưa? 25k cho em ha. Thế nhưng mà áo xanh 25 ngàn. 45 cân đồ lai thế. Áo xanh 25. Số cho em hay số, áo số. Form đây cùng 45 cân cho em ha, số 10k ha. 45 cân cho em, số vàng 10. Số 30 ngàn. Áo đỏ nha mày chị, áo đỏ giùm em. À, đỏ. Hôm nay 55 cân thoải mái giùm em ha. Lấy màu đỏ, đỏ em xem mày chị 20 ha. Áo đỏ 20 ngàn. 55 cân đồ lại giùm em ha, áo đỏ 20. À, lấy màu đỏ 20 thì. Lén hồng thì chứ mà lén hồng form đây là form mặc quân lấy 9 đô đây mày chị ha. Lén hồng giùm em 46 cân đi ha. Thì đang Nguyễn Hằng Ngọc. Lén hồng xem mày chị 25 ngàn ha. Lén hồng 25k. Mới cứng luôn ha. Có già. 46 cân. Áo lén này đẹp chứ. Áo lén này là lén crop top nha mày chị ha. Lén crop top này ha. Áo đẹp chứ. Form này 45 cân thôi mày chị ơi. Áo sẵn cho Na Bi Nguyễn. Để chứ mà là crop top 25 ngàn. Đẹp quá, cảm thấy đẹp ghê luôn. Chất đô này hả? Áo xanh hay là 25k. Khuôn áo đấy là không phổi đi, không phổi 25 ngàn. Ờ, cảm đẹp chứ. Áo 25k hay không phổi 25. Tháo phải chứ, tháo một chân đi. Phao giùm em ha, phao xanh. Thì các em bẻ qua đây thôi hả? Ở bên này buông quá. Phao xanh giùm em mà chị hả? Phao đây 50, 52 cân thoải mái giùm em ha. Đó, ha, nhưng mà phao xanh đẹp chưa? Mới cứng lắm mà chị hả? Thế nhưng mà phao xanh em xem mà chị 60 ngàn hả? Phao xanh 60. Đó, đẹp chưa? Thôi, mấy mục mà cái pháo nếu mà mày chỉ lành ha, mày chỉ cân lắm luôn ha. Đó, đỡ lành cổ nữa. 50, 52 cân giùm em ha, lấy cho màu pháo xanh 60 ngàn. Dạ, quả đôi chị đẹp hết hả mày chị ha. Pháo xanh cũng đẹp nè, xanh đẹp nha mày chị ha. Nhưng mà pháo xanh 60. Pháo xanh 60k. Áo số hông này mày chị ha. 50 cân đồ lại ha, 50, 51 cân số hông 10. Nhưng mà số hông 10. Len ha, len xanh 50 cân đồ lại giùm em ha. Len xanh 20. Len xanh 20 cân. Nhưng mà len xanh 20. Giờ em xin lại em xin một chậm nè.
xanh 20k. Áo xám nha mày, chị heo xám giùm em. 50 cân đô la giùm em ha. Thế nhưng mà xám xám em xem mày chị 15 ha, xám 15k. Áo pháo cho Lê Ngọc. Áo mình chụp. Đi. Cổ cao hơn. Đén cổ cao nha mày chị, đén cổ cao. Hôm nay tâm bụng 7 cân đô la thế mày chị hay đén cổ cao em xem mày chị 15 ha, đén cổ cao 15k. Thế nhưng mà đén cổ cao 15. Hai gia đình mày chị ha, hai gia đình. Hôm nay 50 cân đô la ha, hai gia đình 15k hay. Thế nhưng mà hai gia đình 15 ngàn ha, 50 cân đồ lại em cho chị Như Trang. Thế nhưng mà hai gia đình 15k. Thế nên là nị bóng với mẹ chị ấy. Bên trong là nị bóng ha. Mới chị kem bẹ nè. Hôm nay 50 cân đi hi. Thế nhưng mà nị đen xem mẹ chị 20 hả. Nị đen 20 ngàn, 50 52 cân, 50 cân đi. Nị đen 20. Vậy hoa mà chị hiền, vậy hoa. Hôm nay tâm bụng 7 cân đồ lại thế hả? Hoa đem xem mày chị 20 luôn hả? Hoa 20 ngàn. Nhưng mà hoa 20k hả? Bụng 7, bụng 8 cân á. Hoa 20 thì được. Mùa. Xì bến á. Muốn biệt mất rồi, muốn biệt, trộn mất rồi, muốn biệt. Thế nhưng mà khoác len mà chị, khoác len. Khoác len giùm em ha. Hôm nay chị khoác vậy thôi mà chị ơi, không có dây kẹo ha. Mà len đẹp nha ha. À phẩm nó free size ha, nhưng mà khoác len 20 ha, khoác len 20 ngàn. Thôi ha, nhưng mà khoác len 20, vài đẹp thoải mái nha mà chị ơi. Mà chị về đếm cái nụ gai ngang đây cũng đẹp nè ha. Free size 55 cân đồ lại hay khoác len 20 ngàn. Sao đấy? Dịch đâu à? Không, tôi mắc có kém trọng lại. Trời ơi. Thì chắc một cái da hông. Trời ơi, lắm nụt đi. Nụt to loa luôn. Da hông nha mày chị nha. Hôm nay tâm bụng 7, bụng 8 cân giùm em ha. Thì chắc mà già anh em xem mày chị 50 ngàn hả? Da hông 50k. Dạ đẹp lắm nha ha. Thế nhưng mà già không 50, còn là nụ cũng mày chị hi. Ai đang đi. Cùng 7 bụng 8 cân giùm em ha. Đó, đây là gai lại được hết nha ha, mà em không gai. Đó, già không 50k. Con mày đã ha. Ừ. Ừ. Đây chị hello Xuân Nguyễn này. Sao cái áo đẹp chứ? Chứ mày chị chưa mua đồ đối. Thế còn chú con đâu lành nè mày chị. Thế nhưng mà đen lông giùm em ha, đen lông. Hôm nay tâm bùng lắm cân đồ lại cho đẹp đi. Áo nó đẹp ghê luôn ha. Áo này xem mày chị 30 ha. Áo 30 ngàn bùng lắm cân giùm em ha. Đây còn 2 tuổi nữa này ha. Áo này 30k ha. Thế nhưng mà là lông đen ha. 30 ngàn bùng lắm cân thôi mày chị ha. Chứ còn nhu cầu đôi lần thì em qua đôi mặt. À, chị cho em chậm rồi em qua báo phạt nhé. Rồi tiếp tục rồi chị ơi. Kiều nha ha, mà chị hay kiều trắng này ha. Hôm nay tâm bụng 7, bụng 8 cân giùm em ha. Lấy cho mà kiều trắng 20 ngàn. Vài đẹp nha ha. Kiều trắng 20k. Bụng 7, bụng 8 cân. Kiều trắng 20. Chị Thùy Vò là chị Xuân Nguyễn mua đi. Cảm ơn chị Kém Mẹ, cảm ơn chị Thùy Vò, cảm ơn Thu Huyền. Rồi, à, thích vô cưng. Chị lên bao mặt mẹ cho mẹ chị nè. Cho mẹ đi. Hello Hiền Trần.
giờ đi mà chị muốn ngủ hết rồi. Sao ơi, nhiều đi hết. Mà bảo nữa hả? Dạ. Đi sờ đi hả? Con dưới nữa thế. Nhiều đi à? Lưng đi nữa bắt xong rồi chứ nè. Thôi được rồi đó. Thôi tiếp theo tục nha mày chị ơi. Đúng là cuốn là đồ bồ đấy. Nói cung đuôi cho mày ảnh mặt nha đó mày chị ơi. 55-57 cứng giùm em ha, cung đuôi 10k. Hôm nay là cung nám nha mẹ chị. Mẹ chị mà thích mặt cũng được nha ha. 55-57 cứng ha, cung đuôi 10k, cung đuôi nám nha mẹ chị ha. Hôm nay cung mặt ở nhà mặt mẹ đấy ha. Cung đuôi nám 10k. Bồ giùm em, bồ hả? Bồ xanh nha mẹ chị. Bồ xanh. Có mấy 50 cân giùm em ha, 50 cân. Vải đẹp nha mẹ chị ha. Đó, 50kg đồ lai ha, bồ xanh 20.000 ha, lấy nhưng mà bồ xanh 20k. Bồ xanh 20 giùm em ha, 50 cân đồ lai, bồ xanh đẹp nha mẹ chị ha, vải mạt nữa. Mới ứng sớm đôi chẹt ô trời. 20.000 có đây. Bồ xanh 20.000. Bún vàng giùm em ha, 55 cân đổ lại giùm em ha, bún vàng 10. Tắp sắp nè mẹ chị ha. Thế nhưng mà bún vàng 10k. Bộ xanh đẹp á, chị Thủy Võ, mặc anh chị Thủy Võ thôi. Bộ xanh, à quên bún vàng 10. Cung viên nha mẹ chị ha, tiếng co vàng này ha. Hôm nay 52 cân đổ lại giùm em ha, 50-52 cân ha. Lấy nhưng mà cung viên, tiếng em xem mẹ chị 20 luôn ha. Viên 20k, nhưng mà viên 20. Cung có ký nè mẹ chị, có ký. Ký không được được. Chị chứ mà rinh được mẹ chị ơi. Hôm nay tầm 50 cân giùm em ha. Thế nên mà cái này có giá sướng lắm ha. Nhưng mà rinh đến 20 luôn giùm em ha. Nhưng mà rinh 20. Rinh 2 hả. Nhưng mà rinh 2. Mẹ chị thấy đi. Khăn nè mẹ chị, khăn. Khăn này có sực sược thôi nhé hả? Ồ, khăn này đẹp đi. Khăn choang giùm em mà chị, khăn choang. Khăn choang lùa nhé. Có hơi bị sược tí thế ha. Khăn choang lùa em xem mà chị ra 15k hả? Khăn choang lùa 15k. Quá đẹp chứ. Hoa đẹp chứ mà chị ơi. Thế nhưng mà khăn choang lùa 15k. Nay mà ai phổi phổi lắm mà chị. Phổi kiểu chị đấy. Ha, khăn choang lùa 15. Hoa tiết cực sáng nha mà chị hả? Cuốn rin 1 cho Bảo Ngọc. Khăn choang lụa 15.000. Đây chị Lai Nguyễn. Bún vàng đấy, bún vàng cho Hồng Thanh Tân đấy. Bún vàng 10. Hồng Thanh Tân à. Rin 1 đấy. Cảm ơn chị Thủy Hồ. Bún vàng 10 cho Hồng Thanh Tân. Áo lên nu cho mà chị hiểu, áo lên nu 50 cân đồ lai giùm em ha, lấy cho mà lên nu 15k. Đẹp chưa ha, lấy cho mà lên nu 15. 50 cân đồ lai giùm em ha. Này mà chị này ha. Lên nu 15. Hai dây. Bữa ai hỏi hai cái dây dây đi ha. Hai dây giùm em mà chị. 45 cân đồ lai hay hai dây 10k. Nhưng mà hai dây 10 nha. Len nè mà chị, len. Len đen giùm em hay 45 cân đồ lại hay len đen 15k. Đó, len đen tay như thế nè hả. Đó, tay như thế.
đi nha mà chị ha, lấy cho mà đen đen 15 45 cân giúp em ha. Áo xanh giúp em mà chị ha, áo xanh. Bu 6 47 cân giúp em ha. Lấy cho mà áo xanh 10k, áo xanh 10 ngàn. 46 46 cân đi, áo xanh 10. Quần đùi trắng nha mà chị, đùi trắng. 50 cân đồ lại, quần là quần xuống nha mà chị ha. Đấy nhưng mà đùi trắng em xem mà chị 25, đẹp chưa? Đấy nhưng mà đùi trắng 25k, 50 cân đổ lại giùm em. Hôm nay, à tưởng một có bọc sau không phải ha, bọc giả. À, chị hạnh phúc. Chị hạnh phúc muốn xem cái túi nào ạ? À? Chắc là túi LV vì túi béo. Hai dây chị chắc là lên, tâm không không. Hai dây nãy giờ sợ gì mặc không được, mua gì xí xí nè. Trắng tặng cho Huyền Dương, trắng 25. Hạnh phúc chung mua đợt, nụ hoa chung mua đợt. Nhậm hả? Ờ bên nhậm. Hỏi cái chi? Tụi đó hay. Con trắng 25. Không bên nhậm chung con trắng. Ừ, Huyền Dương. Đấy chị Hạnh Phúc ơi. Tụi ha, tụi là tụi hăng đẹp chim em ha. Tụi cộp nè ha. Lọt nhúng đàng hoàng nha chị hi. Lọt nhúng đàng hoàng ha. Phóng cứng cạp chim em ha. Hăng này là hăng đẹp chị hi. 130 ngàn chị ơi. À, 130k. Ha ha, đẹp chưa? Để nè. Hả? Đang quay từ đâu rồi. Xong. Thôi chị hi, 130. Hàng 99% chị nhé, chị Hạnh Phúc nhé. Thế chứ mà sọc giùm em ha. 47 cân đồ lại, sọc 10 ha. Không em, quần trắng không mỏng không? Quần đẹp ạ. Áo đen này nè mà chị hi, áo đen. Áo đen đẹp chưa? 45 cân đồ lại thế, áo đen 10k hay? Thế nhưng mà áo đen 10k. Cho chị Trân vợ. Đen 10. Bộ lùa mà chị, bộ lùa xinh chưa? Bộ lùa đẹp chứ mà chị ơi. Hôm nay tầm 47, 48 cân giùm em hả? Rồi đẹp quá, hay là nhưng mà bộ lùa, lùa em xem mà chị 30 ngàn hay? Lùa đỏ 30, đẹp chưa? Không, à, cái này phải 49, 50 cân là mày chỉ 50 cân đồ lại đấy hả? Thế nhưng mà lùa đỏ 30 nha. Hôm nay lùa ngủ này hả? Lùa mặc ở nhà đấy hả? Lùa đỏ 30. Hello Andy Lily. Thế nhưng mà lùa đỏ 30k thì lùa đẹp ghê luôn mà chị. Chị nào mà ở nhà hay mặc lùa mặc đồ hay chỗ cái lùa nó về bẩn. Chỗ kéo đen nó xinh quá thôi mà chị ha. Tay này ha. Chắc có vàng ha. Thế nhưng mà đen đá giùm em ha, đen đá. Hôm nay tầm 46 47 cân. Bộ lùa đỏ 30 cho chị Trân vợ. À xin lỗi ạ, chị Trân về. Chị Trân về cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Thế nhưng mà áo đen em xem mà chị 15 ngàn. Rồi kéo nên bán 15 ngàn thôi mà chị này ha. Trời ơi, áo đen 15k. Ô đang xong nên có rồi chữ nồi nhá ha. Có chữ nồi. Áo đen 15, đen đá 15. Quần rin mà chị hi, 48 cân đô la giùm em. 47, 46 cân thôi chưa gây nụng thì 48 mới gây nụng là 46 cân. Thế nhưng mà quần rin 46 cân ha, 20 ngàn, rin 20. Hello Nguyễn Thụy nè. Thế nhưng mà là quần rin 20 hay. Lên xanh giùm em mà chị ha, lên xanh. 45 cân đồ lại hay lên xanh em xem mà chị 10k cho nhanh ha, lên xanh 10. Dạ mà chị ơi. Dạ 50 cân đồ lại giùm em ha. Nhưng mà dạ xanh em xem mà chị 30 ngàn ha, dạ xanh 30k. 50 cân đồ lại giùm em ha. Đẹp chưa? 50 kg đồ lại hay giá xanh 30. Giá ngắn đấy mà chị đi. Giá ngắn, giá xanh 30. Thì chấm mà giá nú này, giá nú. Giá nú là bên trong rách cái lợp này nó là chị.
nên em sẽ rẻ thế này thì nên mà chị phải sửa lại ha. Thuộc cái tay mông biệt mì rách vẫn thuộc cái tay mông biệt nữa ha. Đây giá nên em sẽ mày chị là 15.000 ha, giá nu 15k. Hôm nay tâm bùng 7 cứng đồ lại ha. Bài bông 8 cân giúp em ha. Đẹp chưa? 15 ngàn thì giá nu nè. À ha, nhưng mà giá nu 15. Trời, chị đang vẽ là sao? Đang vẽ cho chị nè. Thì chắc mà cũng rính nha, mà chị ha, Việt Nam xuất khẩu ha, có dạng thoải mái. Bùng lắm, bùng 6 cân giúp em ha, lấy nhưng mà rin rin em xem mà chị 20 luôn ha, rin 20k ha. Không có dạng sưởng luôn ha. Tin 20. À dạ, nấu cho bầu ngọc. 15 à. Nấu 15 thôi. Thế nhưng mà là cuốn sọc cho mà chị 45 cân, 46 cân giùm em ha. 10k cuốn sọc 10. Thế nhưng mà cuốn sọc 10. Dạ nấu 15 cho bầu ngọc. Bộ này mà chị. Bộ 45 ha mà chị. 45. Có 45 cân giùm em ha. Thế nhưng mà bồ lanh em xem mà chị 20.000 ha. Bồ lanh 20k. 45 cân thôi mà chị, bồ lanh 20. 45 20k. Cung lén nè, mà chị ơi, cung lén ha. Cung lén đẹp chưa? Hôm nay ra tâm bồ 8 bồ 9 cân giùm em ha. Thế nhưng mà lén em xem mà chị 25.000 ha. Cung lén 25k đẹp chưa? Nó ha, bo ở dưới nè mà chị ha, lên 25. Cái này mà mày bẻ tâm bùng lắm cân cũng được chứ mà chị. Mày bẻ là băng cái lượng bùng lắm cân nó băng cái lượng đó. Nhưng mà cũng lên 25.000 hả? À quạt vàng. Ồ, quạt vàng với mém mà chị hả? Chế kẹo nè ha. Chế kẹo bên này bị đứt rồi, bên này chưa đứt nè ha. Hôm nay nằm mấy cân lộ lại hay là cái màu vàng. Màu vàng xem mà chị là 15.000. Trời ơi, kẹo quạt vàng 15k. Ồ, 50 cân thoải mái với mém ha. Thế nhưng mà quạt vàng 15. À, nó có vàng với mà chị hả? Quạt vàng 15.000. Một bộ à. Ra. Chị ảo đinh hả? Thế chứ mà hoặc rin. Có bùng 6 bùng 7 cân thôi mà chị ha. Bùng 6 bùng 7 cân giùm em ha, lấy chứ mà hoặc rin. Hoặc rin em xem mà chị là 25k hay hoặc rin 25 20 đấy hay hoặc rin 25 20.000 ha. Bùng 6 cân đồ lại đi mà chị ha, bùng 6 cân. Thế chứ mà hoặc rin 20. Đó, hoặc trọng nặng rồi, trọng giỏ, trọng lanh nè ha. Hoặc đến 20. Đến 20 chị ơi. Hoặc đến 20 cho Bảo Ngọc. Ngọc ngà treo bao. Bở cô đấy. Thách ngô lâu ngay ha. Gia di gại này. Cảm ơn Ngọc Đằng này. Và như con rin nữa mà chị nhé. Đến mà rin coi dàng thoải mái luôn. Đó, nếu như mà con rin ha, 50 cân đồ lại giùm em ha. Này, có dàng sưởng luôn mà chị nhé. Con rin tính em xem mà chị 20k hay cu rin 20 50 cân nội lại ở già sưởng luôn ha. Thế nhưng mà rin 20 vầy len nha mà chị ha, vầy len len đẹp nha ha, vầy len sọc mà vầy len cá rô đi hi. Hôm nay cùng 50 cân nội lại ha, nhưng mà vầy len em xem mà chị 30.000 ha, vầy len 30k len cá rô ha, 50 51 cân như em ha, len cá rô 30.
hoặc lên nu nữa mà chị nghe, lên nu đó ha. Đấy, nhưng mà hoặc lên xem mày chị 55.000 hay hoặc lên 15k hoặc lên nu 15.000 15 cân. Dai à, dai cách tính mà chị, dai lùa nhá ha, dai lùa, chị có quân không? Hôm nay tâm bụng bày cứng đầu lại ha, đem qua có quân không? Chị Trân về, nếu như chị chuột một bộ lùa em có thể vô cho chị nhá. Trước mai chị xem là tiếp và chị chuột tiếp rồi em đi đơn cũng được nhá. Hảo dai lùa giùm em ha. Tại vì chị thấy quá mà chị xem không có. Ừ. Lấy cho mày da luồn đó mày chị nghe, 50-52 cân giùm em thôi. Lấy cho mày da luồn em xem mày chị 35.000. Da luồn 35k nha mày chị ha. Da luồn này. Ừ. Lấy cho mày da luồn 35k ha, 50-52 cân giùm em. Da luồn 35. Lấy cho mày da luồn 35.000. Phải nấu nữa mà chị hay phải nấu. Chị nó sẽ nhỏ thì bùng lắm cân với em ha. Đấy nhưng mà nấu em xem mà chị là 25 hả? Nấu 25k. Chất thì rất là đẹp nha ha. Nấu 25k. Hello Thảo Huynh này. Chứ mà nấu 50-52 cân thoải mái. Đâm một hộp đâm hoa cam nha mày chị, 50 cân thoải mái với em ha. Hoa cam 20, nhưng mà hoa cam 20k. Bôi da đỏ đó mày chị, bôi da đỏ, bôi da đỏ với em mày chị ơi. Chị nào mà làm cho thuê đồ gửi đồ không? Một đi liên em này ha. Bùng bay bùng tạm cân với em ha. Bồ dài đem xem mày chị là 55 nha hả? Bồ dài 55k. Đó ha. Cho thuê đồ hoặc là cho thuê đồ cửa, hoặc là chị nào mà chuẩn bị có dịp sắp mặc áo dài hả? 55 nha hả? Với màu bồ dài bùng bay bùng tạm cân. Thế đó 55. Tuyến lưng cao nha mà chị hát bụng lục ha. Tuyến lưng cao hôm nay tâm bụng bày bụng tạm cứng giùm em ha. Thế nhưng mà rin em xem mà chị là 20k luôn ha. Rin này đẹp chưa, mời cứng luôn mà chị ha. Thế nhưng mà rin 20, rin 2 chụt. Sẹt, nhưng mà chị hay sẹt lùa này. Sẹt lùa. Đây sẹt lùa này ha. Xe nhỏ nha, bụng lắm cân giùm em. Bụng lắm cân thôi mà chị ơi. Có khi bụng mơ bụng 2 cân hả? Nhưng mà xịt lùa giùm em, xịt lùa em xem mà chị 30 ha, xịt lùa 30 ngàn ha. Áo là áo lịch vai ha, xịt lùa 30. Nhưng mà xịt lùa 30. Lùa 30 cân. Cung đùi. Cung đùi đen giùm em mà chị hả? Bụng lắm 16 cân giùm em ha, đùi đen 15 ngàn. Thế nhưng mà đùi đen 15. Đùi đen 15k. Chân vẫy. Áo này ha, áo hoa xanh giùm em ha, áo hoa xanh. Hôm nay tâm bụng 6 bụng 7 cân giùm em ha, hoa xanh 10 nha. Nhưng mà hoa xanh 10 hả? Hoa xanh 10k. Ừ. Con áo khoác vàng mà chị ơi. Nên áo khoác nhiều á, bình thường mà chị gồm vài áo khoác, nghe nên áo khoác nhiều nên mong thải thẻ chuột đây nè. Áo khoác vàng giùm em ha. Đó 50 cân, 50 đến 1 cân thoải mái ha, trong nó cái bọc bị lùng tiền ha. Thế nhưng mà khoác vàng 15k hay. Khoác vàng 15 ngàn. Trời ơi.
to dạng thoải mái luôn. Hoặc bạn 15 ngàn, mua nặng 30-40 ngàn, mua đi đờ đờ bạn 15 ngàn. Ông nu 45 cân đồ lại ha, nu 10 45 16 cân ha, đấy nhưng mà nu 10k, nu 10 ngàn. Rồi xong nha mẹ chị. Rồi em nghỉ ngang đây nha cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại mọi người vào trường ngày mai ha. Ngọc Đằng nu 10 tỷ. Mới chị em đã theo dõi live stream của em ngày hôm nay nha. À, nu 10 cho Ngọc Đằng. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào trường ngày mai nha. Bye bye cả nhà.